Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Cuộc chiến bùa lỗ ban. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xóm tôi hồi đó có cậu Ba Khải, chuyên môn kể chuyện ma. Một tuần vào tối thứ năm và tối thứ bảy, đám con nít bọn tôi tụ họp ở nhà cậu để nghe cậu kể chuyện. Cậu có giọng kể âm u, rùng rợn mà thu hút chúng tôi một cách kỳ lạ. Sau khi kể chuyện xong, lúc nào chúng tôi cũng đeo dính vô người cậu. Có đứa còn nhảy phóc trong lòng cậu ngồi, sau đó cậu đưa từng đứa về nhà. Phải nói là chúng tôi mê cậu Ba, cứ trong hai buổi tối đó để đến nghe cậu kể. Mà cậu cũng ác đạn lắm, kể toàn những chuyện vòng quanh lối xóm thôi, cho nên lúc đó bọn tôi đi đâu cũng tưởng tượng có ma chung quanh mình. Tôi vốn dĩ không tin trên đời có ma, cha tôi hay nói chết là hết, mà nếu như có còn thì họ cũng theo phù hộ gia đình, chứ ai ở không mà đi nhát người khác. Tới bây giờ tôi cũng vẫn không tin có ma, nhưng tôi rất khoái nghe và cũng sợ muốn chết khi đi đường vắng hoặc ở nhà một mình. Hôm đó, cậu kể về cô Bông. Cô này đã chết cách đây nhiều năm và chúng tôi cũng chưa từng biết mặt hay nghe nói qua. Cậu kể dày. Năm đó, con Bông mới có 15 tuổi, nó có cha ghẻ, mà thằng đó là thằng súc sinh, hắn canh mẹ nó đi buôn dài không có ở nhà, mới giở trò đồi bại với nó. Đang lúc hành lạc, hắn nhìn thấy Bông trợn trừng nhìn hắn, nên hoảng quá, hắn lấy cái áo của Bông bịt mắt nó lại và nhét dẻ vào miệng cho nó khỏi la. Sau khi hắn thỏa mãn thú tính xong, thì con nhỏ học máu chết tươi. Hắn sợ quá, lôi xác nó ra, đào một cái hố thật sâu, rồi chôn Bông dưới bụi chuối cách nhà cũng khá xa. Hắn quên, trong nhà mẹ Bông có nuôi một con chó mực bốn mắt thiệt khôn. Tối ngày, Bông và mực lẫn quẩn với nhau suốt. Hôm nay, mực nhìn thấy toàn bộ sự việc, tận mắt chứng kiến cô bạn mình chết thê thảm như vậy, hỏi sao không đau lòng. Nhưng lạ một điều là, mực không phản ứng gì. Còn hắn thì kinh quá, nên mỗi ngày đều nốc một hơi hết sạch chai rượu, rồi lăn ra ngủ. Ba ngày sau, khi mẹ Bông về chưa kịp vào nhà, hắn còn đang say rượu mê man thì con mực sủa ầm ĩ. Nó cắn ống quần mẹ Bông, lôi cho được ra góc chuối. Nó moi lên một bộ đồ của Bông do chính nó lắp xuống, lung tên cha dượng quýnh quán bỏ sót lại. Mẹ hắn cứ thay con mực moi hoài moi mãi. Bà cầm bộ đồ lên vũ ra thì phát hiện đồ của Bông. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà phụ con mực moi tiếp. Một lát, bà vào nhà lấy cây xẻng xúc đất ra. Người sáng, chó bươi. Khi nhìn thấy cánh tay của cô Bông, bà chết điếng, cất tiếng la làng thất thanh. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng la chạy đến, kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó và cùng phụ bà kéo thân thể trần truồng đã trương to của Bông lên. Bà khuỵu xuống. Hắn nghe tiếng ồn, dụi mắt đứng dậy lầm bầm chửi thề, rồi bỗng bước lạc sang giường ngủ của Bông. Hắn run như cày sấy khi thấy cô bé ngồi gục đầu vào cánh tay, rồi bỗng ngước đôi mắt đầy căm hận nhìn hắn. Thân thể không có một mảnh vải che thân. Hắn đột ngột quỳ xuống, lại lia lịa, giọng nói lạc đi. Trời ơi, mày tha cho tao, tao không có cố ý giết mày. Vừa kịp lúc người ta khiêng cái xác cứng đờ đã bốc mùi của Bông vào để trước cửa nhà. Mẹ Bông chạy vào, lấy cái mền đắp thi thể con gái lại. Bà hiểu hết tất cả, không còn một chút tình nghĩa vợ chồng, mà chỉ còn nỗi oán hận vô bờ bến. Bà la lên. Thì ra là mày đã giết con gái tao, quần sát nhân nè bà con ơi. Mọi người ùa vào nhà, mẹ Bông kéo sình sịch hắn ra cửa. Hắn bấu vào cửa sổ, cố trì kéo không đi. Vài thanh niên lực lưỡng khiêng hắn quăng bạch ra trước sân, xác Bông vẫn còn chưa được che đậy. Hắn thất kinh hồn vía và bừng tỉnh cơn say. Chuyện gì vậy? Sao con Bông ra nông nổi này? Con mực cắn vào hắn sủa gian dội. Mẹ Bông lôi hắn đến trước thi hài Bông.
Nói, ông đã làm gì nó? Mấy ngày nay nó đi đâu mất? Sao ông không báo với bà con hàng xóm hoặc chính quyền? Báo gì chứ? Tôi tưởng nó lén theo bà đi buôn bán rồi. Một giọng quát lanh lảnh của chú Bảy, chủ quán tạp hóa. Dạ mà hâm! Bà đi rồi á, bữa sau á, con nhỏ còn đi mua rượu cho mày đàng quán tao nè. Hắn la lên. Đừng có lôi tôi vô mấy cái vụ này à. Hắn nhìn sát con Bom, bỗng thấy nó ngồi bật dậy, thân thể trần truồng, miệng đầy máu tươi, trừng mắt ngó hắn. Hắn đâm hoảng, khoát tay lia lịa, nói như tự thú. Mày đừng có dòm tao. Không phải tao cố ý, tao lại mày làm ơn để tao yên. Hắn khum lưng lại hì hụp dưới chân Bom. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Hay, rõ rồi, mẹ con Bóng tệ quá, chọn cái thứ này làm chồng, lại bỏ con nhỏ lại nhà, sống chung với hạng người mất nhân tính đó, để cuối cùng con nhỏ nhận cái cuộc này đây. Sau vài ba thủ tục pháp lý, rồi Bông cũng được mồ yên mã đẹp. Trong lúc công an tạm giữ hắn chờ lấy khẩu cung, hắn nói nhảm suốt, đêm đến là hắn la lên, sợ tối Bông sẽ về. Hắn nhìn đâu cũng thấy Bông, lúc thì đang chơi đùa với con mực, lúc thì trừng mắt ngó hắn, đôi mắt đầy căm hận mà mỗi lần nhìn vào, hắn đều rùng mình. Trong 6 ngày tại trại giam, hắn hóa điên. Ban đầu, công an không tin, kêu mẹ Bông đưa hắn vô nhà thương chợ quán và cũng cho người theo dõi, sợ hắn bỏ trốn. Mẹ Bông đã định bỏ mạng, nhưng hàng xóm láng giềng khuyên. Dù gì, nó cũng không phải là tên hãm hiếp giết người chuyên nghiệp nên mới bị tự kỷ ám thị như vậy. Cứ đưa nó vào nhà thương điên, cho nó tự sinh tự diệt. Từ đó, ngôi nhà của Bông càng âm u ma quái khi mẹ nó cứ bỏ nhà đi buôn suốt. Bà gửi gạo cho nhà kế bên, nấu cơm cho con chó ăn giùm, ngày đốt nhang hai lần cho Bông ấm lòng. Người ta thường thấy con mực nằm chèo queo dưới bàn thờ của Bông. Tối lại, nó nhảy còng còng, đùa giỡn một mình. Con người dạng dĩ đứng nhìn một hồi, hình dung ra ngay con mực đang giỡn với Bông. Thỉnh thoảng, nó như cọ cọ vào người, rồi liếm liếm khuôn mặt ai đó đứng cạnh. Người ta thường thấy Bông đứng trước cửa nhà, gật đầu chào người đi ngang. Ai yếu bóng vía sẽ la lên và cắm đầu chạy thục mạng. Chiều hôm nọ, có một tên trung niên khoảng gần 50 tuổi. Ông đạp xe đạp trên đường về nhà, thì mát trận mưa như trút nước. Không đột, ông lấy áo mưa mặc vào và tiếp tục chạy. Được một đổi, ông gặp cô bé xinh đẹp khoảng 16 tuổi đang đi bộ, quần áo ướt nhem như chuột lột. Động lòng trắc ẩn, ông chạy xe rà theo. Sao cô không đụng mưa? Cô gái ngước nhìn ông, đôi mắt buồn thật buồn. Lúc này, ông mới để ý trên tay cô cầm chai rượu. Cô thỏ thẻ. Dạ, con phải về cho cha ghẻ con kịp nhậu. Trời đất ơi, cha ghẻ gì mà ác nhân vậy? Mưa gió vậy mà bắt con nhỏ đi mua rượu. Thôi, con lên xe chú chở cho về nhà. Trời cũng bớt mưa rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Nhưng để con đi bộ về được rồi. Thôi, lên chú chở cho. Ông cởi áo mưa ra, khoác lên mình cô gái. Con ngồi sau lạnh, mặc áo vô đi. Chú đi ngang qua mỗi ngày, mà chú ghé lấy. Từ chối không xong, cô gái rụt rè leo lên xe ông. Đã mấy mấy vòng, ông ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Ủa sao con nhẹ que vậy? Cô cười, chú cháu nói chuyện rôm rã, chẳng mấy chốc đã tới nhà. Cô kêu ông ngừng xe và nhìn ông vẻ trìu mến. Đến nhà con rồi, căn nhà khuất sâu rặng chuối đó chú. Mai chú ghé chơi nha. Chú là người tốt, trời sẽ phù hộ chú. Chú thứ mấy vậy chú? Cảm ơn con, chú thứ ba. Còn con tên gì? Dạ, con tên Bông. Hôm sau, ông ghé nhà Bông. Căn nhà khang trang nằm khuất sâu hàng dừa và chung quanh toàn chuối là chuối. Cảm giác đầu tiên làm ông rùng mình một cái. Trong nhà tràn đầy một âm khí mà ông cảm nhận được. Con mực thấy ông, nó sủa ầm ĩ nhưng ngoắt đuôi lia lịa ra vẻ thân quen lắm. May mắn có mẹ Bông ở nhà, bà ngạc nhiên nhìn người đàn ông xa lạ. Ông tìm ai? Cho tôi hỏi, phải đây là nhà cháu Bông không ạ? À, đúng rồi, ông quen biết cháu sao?
Hôm qua tôi gặp cháu ngoài đường, trời mưa tầm tã mà bố dưỡng say đi mua rượu, mình mấy con nhỏ ướt như chuột á, tôi mới cho cháu mượn cái áo mưa và đưa cháu về, hẹn hôm nay lại lấy. Mẹ Bông kinh ngạc. Ông gặp cháu hôm qua. Đúng rồi. Lẽ nào... Là sao? Bà chỉ lên bàn thờ còn nghi ngút khói nhen, nước mắt rưng rưng. Cháu mất cách đây hơn 2 tháng rồi ông à. Bị thằng cha ghẻ hãm hiếp đến chết. Ông trợn tròn mắt, cảm thấy tứ chi bủn rủn. Hèn chi á, khi chở cháu, tôi thấy nó nhẹ như bong bóng vậy đó. Ông và mẹ Bông nhìn lại bàn thờ, chiếc áo mưa đang treo lủng lẳng ở một góc. Thấm thoát mà đã đến cúng 100 ngày cho Bông rồi. Sau đám thì mẹ Bông lại chuẩn bị chuyến buôn dài, bỏ nhà cửa lạnh tanh. Không khí lúc nào cũng có vẻ âm u ma quái. Người ta cũng không ai bận tâm đến việc con chó mực ăn, nhưng nó vẫn sống sương sững và khỏe mạnh. Từ từ rồi xóm giềng cũng phát hiện ra sự có mặt của một thanh niên lạ. Hàng ngày anh đến đốt nhang cho Bông 3 lần và nấu cơm cho con chó ăn. Dần dà, anh ngủ lại căn nhà hoang đó, quét tước dọn dẹp. Ban ngày anh đi đâu đó, tối anh quay trở về. Có lần gặp mẹ Bông, bà cũng không phản đối việc anh ở lại và còn cho mọi người biết. Trước đây, anh và Bông có chỉ phúc giao hôn với nhau. Hai bên gia đình đã hứa hẹn sau khi cả hai trưởng thành sẽ làm đám cưới. Người ta thương cho hoàn cảnh của anh nên khi mẹ Bông đi thì anh nghiễm nhiên sống ở đó. Mỗi đêm đều đặn như vậy, anh ra mộ của Bông, ngôi mộ đắp bằng đất, đốt nhang cho người vợ không bao giờ cưới của mình và âm thầm uống trà. Anh nói chuyện với hồn ma mỗi đêm, càng lúc càng thân, cho đến đúng 1 năm ngày chết, thì Bông chễm chệ ngồi đối diện với anh, một chút xao xuyến trong lòng hai kẻ tưởng sẽ 100 năm đầu bạc ở kiếp này. Bông cúi đầu hỏi khẽ, anh hay kêu em lên, có chuyện gì muốn nói với em sao? Anh tên Trâu, 6 Trâu. Anh nhìn Bông, cô gái có khuôn mặt thật đẹp và lạnh như băng. Em có dự tính gì không? Chẳng lẽ cứ để hồn hoang dất dưỡng như vậy hoài? Chứ em biết phải làm sao? Anh dùng tay gõ gõ vào cái bình, giọng nói trầm xuống. Anh nói em nghe, tên cha dượng giết em cũng đã bị quả báo rồi. Nếu như bây giờ em không còn con đường nào thì đi theo anh, dùng linh hồn trong sáng của em để giúp người cứu đời. Bông ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Theo anh, cứu người giúp đời ư? Bằng cách nào? Em đã chết rồi đó anh. Anh hiểu chứ, nhưng em có đồng ý không? Có chịu hy sinh một chút không? Nếu trong khả năng của em thì được. Tốt lắm, anh hứa với em, cả đời này anh sẽ không lấy vợ. Em cho anh xin mái tóc, anh sẽ mang nó đi như mang em theo, và em sẽ mãi mãi là vợ anh. Bông hoảng hốt kêu lên. Xin tóc của em hả? Làm sao được? Được, em mất cả năm rồi, thân xác đã thối rữa, chỉ mái tóc là hoàn toàn còn nguyên. Em cho anh sẽ luyện nó để giữ gìn con nít khó nuôi. Em sẽ trông chừng chúng một thời gian cho an toàn, rồi giao trả cho cha mẹ chúng. Trông chừng không phải là giữ em cho ăn tắm gội, mà là trông chừng phần hồn. Mỗi tối em dở mùng ra nhìn nó một lần là được. Bông ngập ngừng. Làm sao em có bản lãnh đó chứ? Anh sẽ luyện cho em, nghĩa là luyện thiên linh cái đó. Bông giãy nảy, thất kinh hồn vía. Thôi, em không chịu thiên linh cái gì đó đâu, em sợ lắm. Anh trầm ngâm. Em có quyền từ chối, không sao cả. Anh để em suy nghĩ 3 ngày rồi hãy trả lời anh. Có điều, thay vì làm hồn ma dất dưỡng, thì nên làm điều gì đó có ích cho đời. Bông đắn đo. Anh nói em tin, nhưng lấy mất mái tóc của em rồi thì cái xác em sẽ xấu lắm đó. Anh phì cười. Trời đất, bây giờ còn gì đâu mà xấu đẹp, rã bèn hết rồi. Việc này em phải tự nguyện, không ép được, ép sẽ không lên đâu. 3 ngày sau, Bông đồng ý tặng mái tóc của mình cho anh. Trong đêm đó,
Với sự chứng kiến của Bông, anh đã đào mộ Bông lên. Khi dỡ nắp quan tài, một mùi hôi thối kinh dị bốc lên. Anh lấy một túi bột rắc vào thi thể để bán mùi. Bông nhìn thấy mình tan rã từ từ, chỉ còn xương và tóc, thì òa lên khóc. Anh ôm lấy, vuốt ve dỗ về cô. Sau khi thu gọn mái tóc, anh tốc hành trả mọi thứ về chỗ cũ. Lạ một điều là, con Mật nhìn diễn biến sự việc từ đầu đến cuối, không sủa một tiếng nào. Vào nhà, anh trải khăn bàn lông ra bàn, dùng chỉ đen quấn tóc của Bông thành một lọn lớn. Anh chạy tới chạy lui rất nhiều lần, rồi nhìn Bông. Đây, đây là nhà của em, vào nhà đi em. Bông rùng mình nhiều cái, rồi cảm giác như mình bay vào trong lọn tóc. Anh vuốt mái tóc từ trên xuống dưới và âu yếm. Từ nay, em sẽ là vợ anh. Anh là Sáu Trâu, còn em là cô Sáu Nghiêng. Mình sẽ dẫn theo con Mực nha em. Bỏ nó ở lại đói khát và không có em, nó sẽ buồn lắm. Nếu em đồng ý, thì cố gắng nhúc nhích búi tóc đi. Anh cảm thấy lọn tóc trong tay mình rung lên. Anh mỉm cười. Mai anh tự giả mọi người, vợ chồng và con mình về Trà Vinh. Nơi đó anh sẽ làm cho em trở thành hữu ích. Anh lại thay lọn tóc động đại lần nữa. Đây là câu chuyện có thật. Bắt đầu từ đoạn này đến kết thúc là tôi nghe cha tôi và cậu Chính, cha vợ của anh Năm tôi kể. Nghe chuyện lạ quá, tôi về kể cha tôi nghe. Ông xác nhận chuyện cậu Ba Khải kể là đúng sự thật, nhất là chuyện ông Sáu Trâu xin mái tóc của cô Bông và mang theo cả đời. 2 năm sau nữa, nhân ngày mãn tang của Bông, ông Sáu Trâu mang cô Sáu, tức là lọn tóc, về cúng cơm. Ông cũng không quên mang theo con Mực trung thành mà ông luôn miệng gọi bằng con. Ngày ra đi, ông từ giã bà con lối xóm, nên ngày trở về, ông được mọi người hoan nghênh. Ông Sáu sống chan hòa với láng giềng, ông ăn ngủ ở nhà cậu Chính. Mỗi ngày, ông đều trải khăn bàn lông trắng muốt để chải tóc cho vợ. Ông nâng niu âu yếm lọn tóc như người bằng xương bằng thịt. Khi ông chải tóc, con Mực phủ phục dưới chân ông. Thỉnh thoảng, nó nhìn lên lọn tóc ngoắc đuôi, tỏ vẻ rất vui mừng. Truyền thuyết về mái tóc cũng nhiều. Bữa nọ, cha tôi và cậu Chính cùng uống trà với ông Sáu. Cha tôi nhìn ông tản mạn gói cái khăn lại, ngập ngừng. Nghe nói cô Sáu linh lắm. Chú cho tôi với anh Chính nhìn một lần cái sự huyền vi của cổ đi chú Sáu. Ông Sáu mỉm cười, mở cái khăn ra. Lọn tóc đang nằm im trên khăn. Ông lấy lược chải một cái, âu yếm. Đứng dậy chào chú Chính và Dưỡng Tư đi Sáu. Lọn tóc từ từ đứng dậy, thẳng tắp, rồi từ từ cúi xuống như gật đầu chào. Cha tôi và cậu Chính thất kinh hồn vía, đồng loạt la lên. Tin rồi chú Sáu. Từ đó, cả xóm Miễu Bà của tôi, ai cũng xem trọng ông. Xóm tôi có vợ chồng anh Hai Thổ, sanh con trai 3 lần, lần nào cứ đúng 1 tuổi là bé lăn ra chết không cứu kịp. Bác sĩ cũng không đoán được bệnh. Khi ông Sáu đến, chị Hai đang có thai, nên vợ chồng rất mừng và nhờ ông nuôi giùm đứa con. Ông vui vẻ nhận lời, rồi bảo anh chị trồng một cây chuối già ở hông nhà. Khi chị sanh xong, nhớ canh chừng đừng để cây chuối chết cho đến khi đứa bé được 5 tuổi. Cây chuối sẽ không trổ quầy, vì có cô Sáu canh giữ và mỗi đêm cô đều mở cửa mùng trông chừng. Đứa bé sinh ra trắng trẻo mập mạp, đặt tên là Thiện. Bé hay ăn chóng lớn, chẳng bao lâu đã được 4 tuổi. Do công việc đồng áng bận rộn, anh chị Hai cũng lơ là với cây chuối. Mùa nắng hạn không tưới nước bón phân, cho đến một ngày, bé Thiện đau bụng nhào nhào, chưa kịp chuyển đi bệnh viện thì đã tắt thở. Anh chị hoảng kinh ra nhìn cây chuối, thì nó đã khô cháy từ lúc nào. 3 hôm sau, ông Sáu từ Trà Vinh qua. Ông nói, cô Sáu đã về báo cáo lại hết rồi. Chị Hai Thổ chỉ biết khóc mà không dám yêu cầu ông điều gì. Thấy thương cho cặp vợ chồng sanh đẻ nhiều lần nhưng không nuôi được con, ông bảo họ đi vào cô nhi viện xin một đứa con về nuôi. Sau đó có thai, ông sẽ để cô Sáu túc trực đến khi sinh nở. Nếu như sanh con gái thì sẽ dễ nuôi hơn. Bây giờ, 2 đứa con gái của chị đã trưởng thành và có gia đình riêng. Anh chị thì sống chung với đứa con trai sinh được ở cô nhi viện.
Đến chuyện gia đình tôi, anh năm tôi có thằng con thứ 8, hồi nhỏ rất khó nuôi, hễ ai làm phật ý nó khóc ngất lên là cứ vậy mà liệm dần. Có khi một ngày nó ngất mấy lần đến tím tái mặt mày. Cha tôi, tức là ông nội, và cậu chính, tức là ông ngoại, lo sợ bàn nhau hôm sau sẽ đi Trà Vinh mời ông Sáu Trâu về nuôi nó. Linh tính mách bảo hay sao đó. Hôm sau, ông Sáu và vợ con qua. Đi đâu ông cũng dẫn theo con Mực và xem nó là con. Nghe cha tôi kể lại, ông cười khà khà. Đồ khỉ này ba ngày thôi. Ông kêu anh chị Năm lấy cái mền đứng dưới để chuẩn bị hứng, còn ông ẵm nó leo lên nóc nhà. Ông la lên: "Đón nó nghe cô Sáu!" Rồi thẳng tay tung thằng bé lên không trung. Nó hoảng kinh khóc thét lên và rớt ngay vào cái mền ba mẹ nó căng ra. Anh chị Năm hứng được con, buông mền ôm cứng lấy con, sợ nó chết dớt. Nó ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. "Cô áo trắng đâu rồi má? Hồi nãy cổ đỡ con á." Ba hôm liên tiếp, sáng nào ngủ dậy, nó cũng đều hỏi: "Cô áo đỏ đâu má? Tối cổ dở mồm dỗ dỗ đầu con á." "Cô áo vàng đâu má? Hồi tối cổ hát cho con ngủ á." Tôi nghe mà lạnh gáy, không ngủ chung với nó một thời gian dài à nghen. Tới chuyện của tôi lấy chồng năm 24 tuổi, cho đến năm 29 thì hư thai 3 lần, trong khi chồng tôi là con trai duy nhất của nhà họ Dương. Cha má tôi lo lắm, cha đòi mời ông Sáu Trâu về nuôi giùm một đứa, sau đó sẽ dễ nuôi những đứa sau. Nghe vậy, tôi dậy chết đành đạch. "Cha ơi cha, vậy mà mỗi đêm dán mùng dậm vô cười cười, nay mặc áo trắng, mai mặc áo đỏ, tha con đi." "Bậy bạ không, không có con nói giỏi cho người ta, sẽ mang tiếng cây độc không trái, gái độc không con đó đà." "Kệ, còn hơn mới có bầu nửa đêm mà có người mở cửa mùng nhìn vô, mặt trắng chạch, cái tử vong luôn à." Nhưng khi tôi có thai đứa con gái lớn bây giờ, ông Sáu Trâu đi trước, sau đó cậu Chính đi theo. 3 tháng sau, cha tôi cũng ra đi. Ông không kịp nhìn thấy con của tôi, mà lúc cấn thai, ông đã hái xoài mang lên thăm tôi lần đầu tiên từ lúc tôi có chồng và cũng là lần cuối cùng. Ông Sáu Trâu và ông Ba Tấn cùng học chung thầy Lỗ Ban là ông Chánh Cao ở Sóc Trăng. Ông Sáu quê ở Trà Vinh, còn ông Ba quê ở Bình Đại. Hai người cùng đến nhập môn một ngày để thử phẩm chất và nhân cách của hai cậu học trò mới. Trước khi quyết định nhận dạy họ hay không, ông Chánh Cao cho hai người tá túc trong căn nhà sâu vườn 1 tháng. Mảnh vườn chỉ nửa công đất, không trồng một loại cây gì ra hồn, mà giống như khu vườn hoang, dây cây cối cỏ rác mọc tùm. Dắt hai cậu học trò ra giường, ông Chánh Cao nói: "Trong nhà có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, đồ ăn thức uống thì gần đây có một khu chợ nhỏ. Hai đứa thay phiên nhau đi mua về tự làm cơm ăn. Giường coi tạm nhạt vậy, chứ toàn bộ là những thứ phục vụ cho việc học sau này của hai đứa. Tùy sở thích mà chọn cây chăm sóc. Chăm sóc thế nào, trong vòng 1 tháng cây sẽ có linh hồn mà theo phò tá sau này." Và ông lẳng lặng quan sát họ. Ông thấy ai cũng siêng năng cần cù, cũng quan tâm chăm sóc cây cối vườn tược. Chỉ trong vòng 2 ngày, mảnh đất đã được dọn sạch cỏ, chỉ còn lại những loại cây có linh hồn. Trong vườn có những bụi dúi chắc cũng được vài năm tuổi, gốc sần sùi ngoằn ngoèo quấn lấy nhau. Có những bụi mọc trụ cằn cỗi sắp khô héo. Ông Ba Tấn chọn ngay loại này để làm điểm ngắm. Ông Sáu Trâu lại khác. Ông chăm sóc những khóm mười giờ, luống bông nút áo bị bỏ quên, mấy cây bưởi, mấy cây mận. Nói chung, những loại cây gì có ích và đẹp là ông nâng niu tất. Khi nhìn ra sở thích trồng cây của họ, ông Chánh liền đem đến cho mỗi người một thau đất sét, bảo cứ nán thử những thứ gì họ thích và ông sẽ tùy theo sở thích mà dạy nghề. 3 ngày sau ông trở lại, Ba Tấn trình lên 2 tượng hình. Một là người đàn ông có khuôn mặt hung hăng, nhe nanh múa vuốt. Một là người đàn bà
với nụ cười nham hiểm độc ác. Ông Chánh ngắm nghía hồi lâu rồi quay sang kiểm tra sản phẩm của Sáu Trâu. Sáu nặng ra nhiều tượng trẻ nhỏ, đứa mang ba lô, đứa mang cặp, đứa cởi trâu, đứa thổi sáo, đứa đùa giỡn với chó, đứa cho gà ăn. Một cảnh thanh bình ấm áp khi Sáu bày ra những đứa bé đất sét của mình. Ông Chánh hài lòng và bắt đầu cuộc phỏng vấn. Ông hỏi Ba Tấn trước. Những tượng này có ý nghĩa gì? Con muốn nói lên điều gì? Ba lễ phép thưa. Dạ, ý con muốn nói trên đời lúc nào cũng có cường quyền bạo lực. Con muốn trừng trị những kẻ thích áp bức người khác. Người đàn ông tượng trưng cho cường quyền, còn người đàn bà tượng trưng cho công lý, phải không? Dạ, đúng vậy. Ba mừng rỡ. Thế con muốn học gì ở ta? Con nhờ thầy dạy cho những chiêu để trừng trị bọn chúng, bọn ác bá làm hại người. Ông Chánh mỉm cười, giọng đầy ẩn ý. Tên đàn ông con cho là cường quyền bạo lực, ác bá hại người, ta tạm thời chấp nhận được, bởi vì cái ác có thể lộ diện qua khuôn mặt. Nhưng ả đàn bà mà con nói tượng trưng cho công lý, thì ta thấy có gì đó sai sai. Con xem. Ông nâng pho tượng lên, xoay qua xoay lại. Nụ cười nham hiểm, đôi mắt gian manh. Ngữ này muốn bảo vệ ai thì chắc chắn phải có điều kiện. Loại này càng đáng sợ hơn. Rồi ông quay sang Sáu. Con giải thích ta nghe, vì sao lại nặng ra nhiều tượng con nít vậy? Con muốn trông thấy cảnh hòa bình, trẻ thơ được vui chơi thỏa thích, được hạnh phúc trong gia đình, không phải lầm than vì số phận nghiệt ngã. Ông Chánh gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ý con muốn học gì ở ta? Con muốn nhờ thầy dạy cho cách gìn giữ con nít khó nuôi, cũng như con muốn nhờ thầy dạy cho cách tìm những món đồ đã bị mất. Bây giờ con thấy người ta hay hư thai hoặc sinh con ra èo uột. Con muốn nó khỏe mạnh, lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Và con cũng muốn tìm lại những món đồ bị mất cắp hay bị thất lạc dùng cho người ta. Bởi có khi đó là những kỷ vật, kỷ niệm vô giá mà khó có thể mua ở đâu được. Ông Chánh cảm động nhìn Sáu một hồi rồi nói với cả hai. Ta không dạy làm điều ác, nhưng sẽ dạy các con cách gỡ bùa ếm đối. Và vì gỡ bùa nên phải biết cách ếm. Ta cũng không dặn dò các con nhiều, nhưng quan trọng phải nhớ, nếu như con rất hay ếm đối ai, gia đình con tức thì sẽ nhận lấy kết quả. Một vài lần thì có thể gỡ được, nhưng nhiều lần thì coi như tàn rủi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, không thể lợi dụng bùa chú mà làm chuyện bất nghĩa được. Hai năm sau thì Sáu Trâu và Ba Tấn thành tài và Hạ Sơn. Ai nấy về quê mình. Ba ganh ghét Sáu vì thấy Sáu được thầy ưu ái hơn. Ba nghĩ thầy đã truyền hết nghề cho Sáu rồi, nên trong lúc học đã cố gắng dụ Sáu chỉ những chiêu mà mình chưa biết. Về quê, Ba Tấn bắt đầu thực hiện ý đồ. Chẳng mấy chốc, tên tuổi đã lừng lẫy. Nói tới thầy Ba Tấn Lỗ Ban thì cả Bình Đại không ai không biết. Khách xa lũ lượt kéo về, nhờ ba trị giùm người này, trị giùm người kia, gỡ bùa người kia ếm người nọ, tìm lại những món đồ đã mất thời Cố Lũy Cố Lai nào. Ba Tấn nổi tiếng không ngờ. Sáu Trâu thì chuyên về nuôi con nít và tìm đồ mất. Có ai nhờ ếm đối, Sáu cũng từ chối. Sau khi Sáu luyện được thiên linh cái từ mái tóc của cô gái tên Bông đã chết lúc 16 tuổi, thì Sáu Trâu nổi danh mát tay. Không có ca não mà ông không nuôi được. Ông và Ba Tấn nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy lo việc mình và cũng không liên lạc với nhau. Cho đến một hôm, Tứ, người ở Ba Tri, có vợ Trà Vinh gần nhà Sáu Trâu. Tứ thì ở cùng xóm với Ba Tấn. Một lần cùng nhậu chung với nhau trong một đám cưới mới biết Tứ quen Sáu Trâu. Ba Tấn hỏi thăm, thấy Tứ có vẻ kính trọng Sáu lắm. Biết Tứ sắp về làm ruộng bên vợ cho, sẽ ở lại Trà Vinh cả tháng, nên khi ra về, Ba Tấn ôm Tứ, lấy tay xoa xoa bụng Tứ rồi nói: "Chú em về gặp anh Sáu, nói Ba Tấn gửi lời hỏi thăm nghe." "Dạ." "Nhớ nói nghe hùng." "Dạ." Tứ về quê thì Sáu đã đi Bến Tre nên không nhắn với ông được. Giả lại Tứ nghĩ chỉ là lời nhắn hỏi thăm thôi mà, gặp lúc nào nói lúc ấy cũng được, nên bỏ qua. Nhưng đến 10 ngày sau, bỗng nhiên Tứ thấy tức thở,
bụng nghe nặng và cảm giác như trương lên, ăn uống không biết ngon miệng. Gia đình lo sợ Tứ mắc bệnh xơ gan cổ chướng, nhưng khi đến bệnh viện siêu âm và xét nghiệm máu thì không bị gì. Đến 20 ngày sau thì Tứ rất mệt mỏi, da dẻ xanh xao vàng dọ thì Sáu Trâu về. Khi Sáu Trâu đến thăm, nhìn thấy ông, Tứ nhớ lời nhắn của ba Tấn, bèn nói lại. Ông Sáu trợn mắt. Mày hết bệnh rồi đó Tứ. Thằng ba Tấn nói chơi tao. Để sau khi mày hoàn toàn bình phục rồi thì tao sẽ qua kiếm nó một chuyến. Vài hôm sau thì Tứ khỏi hẳn, sức khỏe bình thường y như xưa. Nhưng trận chiến của hai thầy bùa Lỗ Ban thì chỉ mới bắt đầu. Gần lăng cụ Đồ Chiểu ở huyện Ba Tri có một cái nhà chỉ hai mẹ con của cô Thần, cũng cách nhà của vợ chồng Tứ vài căn. Họ sống ở đây lâu lắm, chồng mất sớm, mẹ cô Thần tần tảo nuôi con. Thương một nỗi, cô Thần từ nhỏ đã bị mù do một cơn bệnh quái ác nào đó mà mẹ cô vì quá nghèo không chạy chữa đến nơi đến chốn. Mặc dù bị mù nhưng Thần không khi nào cảm thấy mặc cảm, có lẽ cô sợ làm mẹ mình buồn. Bà Út mẹ Thần có nghề chiên bánh chuối và làm bánh da lợn đậu xanh ngon cực kỳ. Hờn sáng là bà đã làm xong một mâm bánh và chiên một giỏ bánh chuối. Đầu đội mâm bánh đã được cắt ra từng miếng nhỏ và tay xách giỏ chuối chiên, bà dắt theo Tần đi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để rao bán. Tần lẻo đẻo theo mẹ, tay xách giỏ lá chuối và bọc xốp để bỏ bánh cho người mua. Vì đi theo mẹ năm này tháng nọ, từ nhỏ cho đến lớn, nên cô thông thạo đường đi nước bước. Cô có thể đi chợ mua muối, mua bột, mua đậu xanh cho mẹ. Cô phân biệt rõ mặt hàng bằng tay mà không nhầm lẫn khi trả tiền bao giờ. Càng lớn càng thông minh, nhanh nhạy. Người lạ nhìn vào sự tháo giác của cô, không ai có thể nghĩ đây là một cô gái mù. Lớn lên, Tần biết đưa mẹ đến lăng cụ Đồ khi có đông người tới tham quan và bao giờ cũng bán hết bánh rất sớm. Đến 18 tuổi thì Tần có thể tự đi bán một mình. Bà Út chỉ ở nhà làm bánh thôi. Những ngày đầu, bà còn lén đi theo sau để canh chừng con, nhưng thấy Tần vẫn an toàn và mua may bán đắt, không nhầm lẫn tiền bạc, rồi bà cũng yên tâm giao phó cho cô. Tần càng lớn càng xinh đẹp, lại giỏi giang. Tuy rằng bị mù, nhưng những bà mẹ khác lại muốn con trai họ cưới cô về làm vợ. Tần từ chối tất, cô chỉ muốn bên cạnh mẹ, lo được gì cô sẽ lo, sẽ phụng dưỡng mẹ cho hết cuộc đời. Cô chỉ có một bà mẹ là người thân duy nhất trong đời mà thôi. Nhưng đến khi Tần được 30 tuổi thì mẹ cô mất. Từ đó cô một mình côi cút trong căn nhà ọp ẹp của mình. Cô không chiên bánh chuối nữa mà chỉ làm bánh da lợn để bán đắp đổi qua ngày mà thôi. Cách nhà cô khá xa, có một gã thanh niên tên Nghĩa cũng mồ côi cha mẹ. Hắn ta không biết làm gì, bán dần đất cha mẹ để lại và ăn chơi nhậu nhẹt. Ít khi nào người ta nhìn thấy hắn tỉnh táo. Hàng ngày nhìn thấy Tần bưng bánh đi bán, hắn chưa từng để mắt ngó qua. Nhưng ngồi không ăn thì núi cũng lỡ, hắn nợ nần đến độ sắp phải bán căn nhà thờ để trả, thì lúc ấy hắn mới bắt đầu để ý đến Tần. Hắn bộ mặt dữ dằn hãm tài, lại có mấy vết sẹo do trong lúc trà dư tửu hậu gây gỗ đánh nhau với bạn nhậu. Đôi mắt lúc nào cũng long lên sòng sọc và đỏ ngầu vì rượu. Hắn biết mọi người ai cũng khinh ghét mình, ai nhìn thấy hắn cũng xa lánh, nhưng Tần thì không thể nhìn ra khuôn mặt đầy sát khí của hắn được. Kể mù thì mù, nhưng cô ta cũng biết làm ra đồng tiền, và nhất là nếu hắn có bị xiết nhà thì cũng có thể về ở với Tần mà. Nhưng đó chỉ là hắn tính vậy thôi, chứ Tần sống từng tuổi này rồi. Cô đi nhiều nơi trong xóm ấp nên nghe quá nhiều, biết quá rõ về Nghĩa. Mỗi lần hắn lân la muốn tiếp cận cô là Tần đều né tránh, đôi khi nói những câu tàn nhẫn phũ phàng để hắn tha cho mình. Nhưng Nghĩa đã bí lối rồi, hắn cần phải bán gấp cái nhà để trả nợ. Mà bán nhà rồi thì hắn sẽ ở đâu bây giờ? Tính nét nước, không ra được mưu kế gì hay ho, giờ chỉ còn cách xin bùa ếm
cho Tần mê hắn mà đồng ý thôi. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhớ tới Ba Tấn. Ba Tấn ở sát ranh Nghĩa đã lần lượt mua hết mấy miếng đất Nghĩa xé lẻ ra bán. Ba Tấn cũng đã từng thèm thuồng cái nhà của hắn. Giờ mà Nghĩa lên tiếng nhờ cậy thì thế nào ông ta cũng sẵn lòng. Mục đích ổng chỉ muốn tống Nghĩa ra khỏi nơi đây mà thôi. Nghĩa biết rõ lòng dạ ông ta như vậy, nhưng đến lúc này thì ngộ biến tùng quyền, chứ biết sao nữa. Vậy là hắn mon men tới gặp Ba Tấn. Sau khi nghe hắn trình bày mục đích tới tìm mình, Ba Tấn nheo nheo mắt. Khó à mày? Sao khó chú? Có chuyện gì mà làm khó chú được? Ba Tấn dòm Nghĩa lom lom. Chẳng là ông ta cố tình làm giá với hắn thôi. Con nhỏ đó bị mụ bẩm sinh nên dương khí nó mạnh lắm, tự bảo vệ được nó khỏi tà ma quỷ ám. Mày muốn tao bỏ bùa nó thì tao phải sai âm binh thiệt mạnh mới trấn nó được. Thì chú cứ phái âm binh thiệt mạnh đi. Ba Tấn có vẻ trầm ngâm, như đang tính toán điều gì đó trong đầu. Một lát, ông ta chậm rãi nói với Nghĩa. Mày muốn giúp thì tao cũng ráng, chỉ là vì tao muốn cho mày có vợ con đàng hoàng thôi. Nhưng nếu được vậy thì tao phải dùng bùa mạnh, chỉ sợ mày không có khả năng theo thôi. Nghĩa hiểu ý ông ta nên nhanh miệng nói. Có gì đâu chú ơi, tôi lấy nó rồi sẽ về nhà nó ở. Nhà này tôi bán lại cho chú, được chưa? À, vậy giống như tao ép mày rồi. Là tôi tình nguyện mà, con nhỏ đó dễ gì chịu theo tôi về đây ở. Mà nếu như nó chịu thì nó cũng không đời nào bán cái nhà đó đâu. Vậy tiền đâu mà tôi trả nợ chú, trả nợ cho người ta? Có ngày họ xiết mất cái nhà thì chú cũng trắng tay luôn. Ba Tấn cười khì, biểu môi. Tao mà sợ mày giật nợ hả mày? Mày giật rồi sống yên được với tao mới lạ à. Vậy giờ chú nhanh chóng giúp giùm tôi đi. Mà tao hỏi thiệt, mày có thích con nhỏ đó thiệt không? Có muốn ăn đời ở kiếp với nó không? Chú hỏi kỳ, tôi nào vợ chưa có vợ. Nó là vợ duy nhất, chẳng lẽ tôi không ở với nó thì ở với ai? Cũng phải, vì nó mù nên đâu thấy được cái mặt ôn dịch của mày. Thôi về đi, chuyện đó để tao lo. Trong vòng một tuần, chậm lắm là 10 ngày, nó chịu đèn mày liền. Nhưng trước mắt 2 ngày nữa, mày phải làm y như lời tao dặn mới được. Rồi Ba Tấn kề tai Nghĩa, nói nhỏ chuyện gì đó, mà cứ thấy hắn gật đầu lia lịa. Chừng Nghĩa xin phép về, vừa bước ra tới ngạch cửa, thì Ba Tấn nói lớn. Nhưng phải nhớ cái vụ bán nhà cho tao à nghe. Bay trật vụ là chết với tao. Tao giúp được thì phá được. Biết rồi mà. Hai hôm sau, Tần đi bán bánh về thì Nghĩa đã lén vào nhà chuẩn bị cơm nước sẵn. Tất nhiên là hắn bỏ túi tiền ra mua đồ ăn. Hắn còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mặc dù Tần không nhìn thấy. Khi bước vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, Tần đã cảm nhận được một sự thay đổi trong nhà. Đưa tay sờ soạng trên bàn, cô thấy lòng bàn được phủ lại, mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi. Tần khựng lại quát lớn. Ai? Ai đang ở trong nhà tôi? Lúc ấy, Nghĩa mới lò dò đi ra, đứng đối diện Tần, nói khẽ khàng. Anh đây, anh Nghĩa đây. Tần giật thót mình, cô gắt gỏng. Ai mượn ông mới tới nhà tôi, còn bày đặt cơm nước vậy? Chẳng là anh thấy em có một mình đi sớm về trưa, mà anh thì rảnh rỗi, nên muốn đỡ đần em một chút thôi. Mà những đồ ăn thức uống này là anh bỏ tiền ra mua, chứ không lợi dụng em đồng xu cắt bạc nào đâu. Thâm tâm anh chỉ muốn cùng em ăn cơm chung mỗi ngày thôi. Ông bị điên hay gì? Tự nhiên tới nhà tôi bày vẽ. Ông muốn người ta hiểu lầm là tôi đang cặp sách với ông à? Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Anh muốn cưới em thiệt đó. Cưới con mắt ông. Tôi thà ở dậy cả đời cũng không chịu ưng loại người như ông đâu. Đừng nói những câu nặng nề như vậy. Anh đâu phải là thứ lừa lọc, cũng chưa từng trộm cắp hay tai tiếng được cái gì. Anh chỉ có ăn nhậu đến tán gia bại sản. Nhưng giờ cũng ân hận lắm rồi. Anh muốn có một chỗ dừng chân làm lại cuộc đời. Anh chọn em vì em chưa từng thấy bộ mặt xấu xa bỉ ổi của anh lúc ăn chơi sa đọa. Anh hứa nếu em đồng ý lấy anh, thì anh thề, từ nay sẽ chí thú làm ăn. Anh sẽ như mẹ ngày xưa, làm bánh và cùng em đi bán, rồi chúng mình sẽ có con, sẽ có hậu về sau. Nghe Nghĩa vẽ vời tương lai,
Tần cũng không thấy chạnh lòng. Phải, cô đã từng mơ ước có một mái ấm như vậy, nhưng với ai cũng được, không thể là Nghĩa. Anh ta có đất đai cò bay thẳng cánh, mà bây giờ cái nhà cũng chưa chắc giữ được. Cùng đường bí lối mới tới với cô, chứ thương yêu gì một kẻ mù lòa không có tương lai. Tần nhún vai khinh bỉ. Ông á làm ơn thu lại những lời nói ấy và biến khỏi mắt tôi liền. Đừng hy vọng gì ở tôi. Anh sẽ không rời khỏi em mà cho em xua đuổi. Anh sẽ ở lại để lo cơm nước cho em. Nếu như em không muốn anh ngồi cùng mâm, thì anh sẽ ăn dưới bếp. Anh sẽ ăn bằng tiền của mình, không đụng tới em một xu. Nhưng tôi không cho. Em hãy coi như không hề hay biết gì là được. Tần bức bối, muốn gạt mâm cơm xuống đất, nhưng sợ tội nên bỏ đi vào phòng. Bực bội không thể diễn tả. Nếu hắn cứ cuồng nhây như vậy, chắc là cô phải báo với chính quyền địa phương tống cổ hắn đi. Nằm một hồi cũng chán, và nghe không có tiếng động đậy gì phía ngoài. Tần bước ra, nhà của cô nên cô thuộc từng ngõ ngách, đi đứng tự nhiên không hề bị va chạm vào đồ vật. Tần sờ tay lên bàn, thấy mâm cơm vẫn còn. Cô gọi Nghĩa mấy tiếng chẳng thấy hồi đáp, nên ung dung ăn cơm. Kệ, rồi cô sẽ trả tiền bữa cơm này lại cho hắn, chứ bỏ thì tội lắm. Xong rồi, Tần bắt đầu làm bánh để tối hấp cho ngày mai bán. Chiều, cô định đi qua bên chị Tư mét lại dụ Nghĩa, thì ngang qua hàng rào dúi trước cửa nhà, bỗng cảm giác như ai níu chân lại. Rồi Tần té nhào xuống đất. Chú Hai Trọng đi ngang qua nhìn thấy, lật đật chạy lại đỡ cô đứng lên. Chờ cô hoàn hồn, chú la: Mày đi hàng ngày không biết bao nhiêu lần, nay sao cẩu thả vậy? Tần cũng ngạc nhiên: Sao kỳ vậy con không biết nữa. 30 mấy năm con đi ra đi vào chưa một lần dốc ngã. Hôm nay giống như ai níu chân con lại vậy đó. Tầm 7 tầm 3 tao thấy mày đi ra một mình rồi tự dắp té, chứ có ai đi cạnh đâu mà níu chân níu tay. Bởi vậy con mới lạ nè. Do sơ ý thôi, phải cẩn thận đó. Mà chỗ này trơn tru, đâu có chướng ngại vật gì đâu, sao dắp là dắp cái gì vậy? Rồi chuyện cũng bỏ qua. Tần cũng tự trách mình là sơ ý. Nhưng sáng lại, cô vừa xách giỏ bánh, vừa bưng một mâm, đi ngang bụi dúi, dù đã hết sức cẩn thận, vẫn dắp té cái đùi, giăng mâm bánh xuống đất. Lần này, Tần cảm giác rõ ràng, có bàn tay níu lấy chân cô. Vẫn còn ngồi tại chỗ, cô nghe tiếng chân Nghĩa rầm rập trong nhà chạy ra, giọng nói khẩn trương lo lắng: Trời ơi, sao vậy? Có sao không? Có trật khớp gì không? Rồi hắn ân cần nâng cô đứng dậy, nhặt mâm bánh lên. May là mấy cái bánh đã được bọc trong túi ni lông nên không bị dính đất. Tần bất ngờ nên không kịp phản ứng với Nghĩa. Cô chỉ lấy làm lạ, tại sao hắn có mặt trong nhà mình từ hừng sáng mà mình chẳng hay biết gì. Nghĩa dắt cô vào nhà, ấn cô ngồi xuống trên nền ghế, rồi hắn cũng ngồi xuống nắn lấy chân cô suýt xoa. Em có sao không? Tự nhiên lại té lăn cù ra vậy. Tần gạt tay Nghĩa ra: Sao anh có mặt ở nhà tôi vậy? Hôm qua nghe em té, anh lo quá nên đến canh chừng. Con người mà, cũng phải có lúc bất cẩn, huống hồ em không nhìn thấy gì. Đừng xua đuổi anh nữa, hãy để anh bên cạnh dòm ngó em. Mấy lúc như vậy cần có người ở kế bên, biết chưa? Nhưng tôi đã nói là tôi không cần ông. Thôi mà, thì em cứ xem như không có anh đi. Mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh chỉ muốn đỡ đần em chút đỉnh vậy thôi. Có gì đâu mà khó chịu với anh như vậy. Thôi, nhiều lời quá. Tôi đi bán đây. Ông liệu mà biến giùm tôi cái. Nói xong, Tần đội mâm bánh lên đầu, tay xách giỏ đi ra. Nghĩa lật đật chạy theo, nhưng cô đứng lại, dậm chân gác gỏng. Anh xê xê tôi ra. Ta nói không có ưa mà cứ đeo đeo hoài. Rồi cô đùng đùng bỏ đi. Lạ thay, tới ngay trên chỗ ấy thì cũng một bàn tay từ dưới đất níu chân cô lại. Dù đã cố gượng nhưng Tần vẫn té nhào. Lúc này thì cô không từ chối sự quan tâm của Nghĩa nữa. Nhưng thật lòng, Tần cũng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác này. Cảm giác bị níu chân khi đi ngang cổng rào. Cái cổng rào cô đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩa nắm tay dắt Tần qua khỏi cái nơi quỷ quái đó, rồi ân cần dặn dò: Dễ thì nhớ kêu anh một tiếng để anh ra rước vô nghen,
té hoài không có tốt đâu. Ông cũng về đi chứ? Không, anh ở lại nấu cơm cho em. Tần lầm lũi đi, không nói thêm gì nữa. Trong lòng lại dậy lên một nỗi lo sợ vu vơ. Cô đi bán mà tâm trí cứ để đâu đâu. Khi trở về, cô ghé ngang nhà Tứ, thật thà kể rõ ngọn nguồn cho vợ Tứ nghe về việc Nghĩa định ở đời ăn kiếp với cô, nhưng cô đã từ chối. Về việc Nghĩa tự lại nhà lo cơm nước cho cô, rồi diện từ hôm đó đến nay, hễ mỗi lần cô đi ngang hàng rào dúi đều bị như ai níu chân mà vấp ngã. Vợ chồng Tứ nghĩ đây là chiêu trò của Nghĩa muốn nhét cô để thực hiện ý định, nên vợ Tứ bèn đi theo Tần về nhà. Cô đứng ngoài nhìn theo, xem Tần đi ngang có bị gì không, thì cô bất ngờ và kinh ngạc khi thấy Tần hết sức cẩn thận vẫn bị vấp té mà không có ai bên cạnh ngán đường cản lối gì cả. Vợ Tứ chạy ù đến định đỡ Tần dậy, thì trong nhà Nghĩa đã nhanh chân hơn. Hắn ta hét to: "Trời ơi, lại dậy nữa rồi!" Xong, anh ta ân cần đỡ Tần ngồi dậy, quắt mắt nhìn bụi dúi. "Hay là anh đốn quách bụi dúi này, anh đào tận gốc để em không bị dướng nữa." "Có dướng gì đâu, tại tôi sơ ý thôi." "Sơ ý gì mà ngày nào cũng sơ ý hết vậy? Té hoài như vậy, lỡ như không ai thấy rồi làm sao?" Chị Tứ cũng theo chân hai người vào nhà, thấy trên bàn đã có mâm cơm dọn sẵn được úp trong cái lồng bàn. Nghĩa thì lui cui xoa dầu vào hai đầu gối của Tần, nhìn cứ trông như một cặp vợ chồng thương yêu nhau lắm. Bất giác chị nghĩ, hay là trời xui khiến cho hai người họ đến với nhau. Chiều hôm đó, Tần cũng đuổi Nghĩa về để cô tự làm bánh một mình, nhưng Nghĩa không về mà luẩn quẩn bên cạnh dù Tần không hay biết. Đến tối, khi vào phòng ngủ nằm xuống, dù là bị mù từ nhỏ nhưng Tần lại cảm nhận một khuôn mặt của một cô gái xa lạ trên nóc mùng đang nhìn chằm chằm và nhoẻn miệng cười bằng một nụ cười bí hiểm và giơ bàn tay khẳng khiu như muốn nói với cô rằng bàn tay này đã lôi cô té ngã trước cửa nhà. Tần lạnh toát sống lưng, miệng ú ớ không cất lên thành lời. Lúc này cô thật sự cần một người bên cạnh. Sống trên đời hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên cô biết thế nào là sợ. Nghe tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ của Tần, Nghĩa từ đâu không biết chạy đến thật nhanh ôm lấy cô. Hắn ta cũng hết hồn khi nhìn Tần hoảng loạn như vậy. Nghĩa ôm chặt Tần trong tay, hỏi gấp rút: "Chuyện gì? Chuyện gì vậy Tần?" Có ma." "Tầm bậy, làm gì có ma chứ?" "Có thật đó. Nó đang nhìn và cười với tôi kìa." "Đâu? Nó đâu? Em sao vậy Tần?" Tần định thần lại, mở lớn mắt nhìn lên nóc mùng. Trước mắt cô là một bóng đen dày đặc như thường ngày. Không hiểu sao, cô lại nép mình vào vòng tay hắn, không chút phản ứng nào. Và bắt đầu từ hôm đó, Nghĩa chính thức ở lại nhà Tần. Cô không chấp nhận hắn vào phòng ngủ chung với mình, nhưng cũng không xua đuổi hắn nữa. Mà cũng lạ lắm, chỉ khi Nghĩa đưa cô ra khỏi nhà và rước cô vào thì thôi. Còn nếu như Tần đi một mình là ngang hàng rào dúi trăm lần như một đều phải giáp té. Và hàng đêm, lúc nào cô cũng thấy khuôn mặt người phụ nữ nanh nọc đó cười ngoác miệng với mình và đưa bàn tay lên. Chỉ khi cô la lên và Nghĩa đi vào mới hết. Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận hắn vào chung với mình, nhưng không cho hắn chạm vào người cô. Khi Tần đi bán, Nghĩa ở nhà lo cơm nước, giặt giũ, nhồi bột, chuẩn bị để tối Tần hấp bánh. Tần cảm thấy sự có mặt của hắn làm cô đỡ phần nào vất vả, mà cũng chẳng thiệt hại gì đến mình. Dần dà, cô nảy sinh tình cảm với hắn mới lạ chứ. Hàng xóm biết chuyện và khi nghe Tần tâm sự, ai cũng đồng tình với cô. Thôi thì, nếu như Nghĩa tu tỉnh, không rượu chè bê bét, chí thú cùng Tần lo làm ăn gầy dựng gia đình thì cũng là điều tốt, khuyên cô nên chính thức chấp nhận anh ta. Vậy là có một bữa cơm gia đình để mời láng giềng đến chứng kiến. Từ nay, Tần xem như đã có chồng. Khi chính thức là vợ chồng rồi, Tần không bị vấp ngã lúc đi ngang cổng rào nhà mình nữa. Cô gái ban đêm cũng không xuất hiện mà nhét cô nữa. Mọi người cho rằng dương khí của Nghĩa mạnh
nên đã đánh tan những âm khí từ lâu bám lấy Tần. Nghĩa thực hiện được nguyện vọng của mình rồi, nên ba Tấn nhắc lại lời hứa cũ, vậy là Nghĩa bán căn nhà thổ của mình cho ông ta. Trang trải nợ nần xong, hắn còn chút đỉnh tiền, giao cho Tần phân nửa để làm vốn, và hắn muốn Tần cho hắn một đứa con. Thấy Nghĩa lâu nay không bê tha gì, thâm tâm Tần cũng muốn có một đứa con để vợ chồng hữu hỷ tuổi già. Và Tần có thai. Bắt đầu khi cô mang thai, Nghĩa cân ra mạc. Hàng ngày, hắn cùng cô đi bán bánh, làm nhiều hơn và đi xa hơn. Những ngày có khách du lịch ở Lăng Cô Đồ Chiểu thì họ bán rất nhanh hết. Nghĩa tay xách nách mang cho Tần đi thoải mái. Hàng xóm nhìn thấy, ai cũng ngợi khen, và Tần cảm thấy mình hạnh phúc khi quyết định nhận Nghĩa làm chồng. Họ sống như vậy được hơn một năm thì Tần sinh ra cô Nhân. Phải nói là vợ chồng cưng thằng bé như vàng ngọc. Có tiền Nghĩa đưa, Tần nghỉ bán vài tháng ở nhà chăm con. Sau đó khi thằng cu được 5 tháng thì cô đi bán lại. Nghĩa ở nhà trông con và làm những việc như trước đây. Đến khi thằng bé thôi nôi đã đi đứng chạy nhảy được rồi thì Nghĩa thấy buồn lắm. Hắn bắt đầu mua rượu về uống một mình. Nghĩa cũng cố gắng để không say. Hắn phải chăm sóc cục vàng của hắn mà. Lâu dần, Nghĩa không chuẩn bị bột cho Tần nữa. Khi bé Nhân tự chơi một mình được thì hắn uống nhiều hơn. Có hôm say quá, ngủ luôn tới lúc Tần về. Ban đầu, Tần cũng không nói gì. Cô thông cảm cho cuộc sống đơn điệu của hắn, suốt ngày chỉ biết có vợ con. Nhưng càng ngày, Nghĩa càng bê tha. Có hôm hắn say quá, bỏ Nhân té bầm dập mặt mày. Hai vợ chồng cự cãi một trận ra trò, nhưng Nghĩa vẫn chưa đánh Tần. Từ hôm đó, mỗi khi đi bán, Tần đem Nhân lại gửi cho vợ Tứ. Tất nhiên là Nghĩa không chịu được. Rượu, hắn uống ngày một nhiều và bản chất ngày xưa lại trở về. Hễ Tần lớn tiếng là hắn đánh, Tần đâu có thấy đường mà chạy. Nên hôm nào cũng sưng tím mặt mày mỗi khi cô mở miệng phiền trách hắn nhậu nhẹt say sưa quên bản con. Một hôm, quá bức xúc, Tần thu xếp đồ đạc và bồng con bỏ đi qua nhà Tứ ở tạm. Nghĩa biết chuyện, muốn đến tìm để đánh cô một trận bỏ tật trốn đi. Nhưng ngại Tứ nên hắn hạ giọng năn nỉ cô về. Hắn thề thốt sẽ bỏ rượu và vợ chồng vẫn hạnh phúc như trước đây. Tứ cảnh cáo hắn: "Tao nói cho mày biết, mày á mà đánh nó lần nữa, tao sẽ mời chính quyền tống mày ra khỏi nhà. Nhà là nhà của nó, việc gì á nó phải bỏ đi chứ. Người ra đi á phải là mày, đàn ông á mà đánh vợ là hèn." Nghĩa tức sôi máu, nhưng Tứ nói đúng nên hắn nhịn năn nỉ Tần về. Khi Tần về nhà rồi, từ đó cô không đi bán nữa, toàn tâm toàn ý ở nhà nuôi con. Lâu nay cô cũng có tích lũy được một số tiền kha khá, và cô giấu biệt vì sợ có ngày Nghĩa hết tiền sẽ lén cắp đi, thì cô lấy gì mà nuôi con. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đem tiền đó gửi cho vợ Tứ, hàng ngày nhờ chị mua đồ ăn đem đến giùm. Tần dự tính khi Nhân gửi được nhà trẻ rồi, cô sẽ đi bán lại, chứ ngồi không ăn thì núi cũng lỡ. Nhưng chẳng hiểu sao, cũng bắt đầu từ đó, hễ cô bước ra khỏi mảnh đất nhà mình thì đều bị níu chân lại. Khi đi một mình thì té, nhưng nếu bồng con trên tay thì chân như bị giữ chặt lại. Và buổi tối, nếu cô không cho Nghĩa vào phòng ngủ chung với mình thì cô gái có khuôn mặt lạnh tanh khiếp đảm đó lại hiện ra. Suốt một tháng trời đều như vậy, mà mấy lúc sau này Nghĩa thường vắng nhà. Hắn ta đi bù khú với bạn nhậu, mà cô có muốn đi đâu cũng không đi được. Cô đem chuyện đó nói lại với vợ Tứ, chị cũng lấy làm lạ và khó tin. Tần bèn đi ra cho chị Tứ xem thì không có gì xảy ra hết. Chị Tứ cười cười rồi nói: "Nếu cô muốn đi đâu thì cho chị hay, chị sẽ đến dẫn mẹ con cô đi." Tần bị hắn đánh miết khảo tiền để mua rượu. Vì tiền bán nhà hắn đã xài hết rồi. Trong túi cô có bao nhiêu tiền hắn lôi ra hết. Nghĩa đặc biệt thương con. Nếu không có thằng bé, có khi cô đã bị hắn đánh chết rồi. Hàng xóm cũng bức xúc cho Tần lắm. Mỗi khi hắn đánh cô, đàn bà qua can thì thôi, đàn ông qua là hắn đánh luôn người ta.
nói chuyện nhà của hắn để hắn giải quyết. Người ta chửi hắn là đồ ăn gửi nằm nhờ mà bày đặt, là có đổ máu với hắn liền. Chính quyền cũng tới can thiệp, nghe chuyện Tần kể bị dông ám, không một ai tin cô, họ chỉ đồng cảm với cô vì bị chồng bạo hành mà thôi. Mỗi khi như vậy thì Nghĩa thề thốt xin lỗi và hứa sẽ sửa sai. Vợ Tứ thương Tần lắm, nhưng không biết giúp bằng cách nào. Đón Nhân về với mình thì sợ Nghĩa nổi điên đánh Tần đến chết mà không ai hay. Tứ nghiệm thay, vì sao mà Tần mỗi lần ra khỏi nhà lại như có người kéo chân? Vì sao Tần bị mù lại nhìn rõ được khuôn mặt của ma nữ? Tần không phải là người hay nói chuyện vu vơ, chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì hay sao? Rồi đến ngày vợ chồng Tứ về quê vợ ở Trà Vinh để cúng dỗ cha, gặp lại ông Sáu Trâu, Tứ mừng rỡ kéo ông ra ngoài kể lại chuyện của Tần. Ông Sáu trầm ngâm một hồi rồi nói: chừng nào vợ chồng bay về, chờ tao đưa cho một đạo bùa về chôn trước cửa nhà con Tần, tao sẽ cho cô Sáu qua bển coi vụ gì. Nó ở gần thằng Ba Tấn, cũng có thể thằng đó dở trò đó. Cô Sáu qua một đêm sẽ về báo tin với tao. Nếu sự thật là vậy thì tao sẽ qua tới bển trừng trị thằng Ba Tấn. Học bùa lỗ ban là để giúp đời, chứ không thể lợi dụng bùa ngải hãm hại người trục lợi cho mình được. Vợ Tứ mừng quá mừng, làm theo lời ông Sáu. Tấm bùa được chôn kín đáo trước cửa nhà Tần hôm trước, thì hai hôm sau ông Sáu qua tới nhà Tứ liền. Vợ chồng Tứ hồ hởi đón ông: tìm ra nguyên nhân rồi hả chú Sáu? Ra rồi, thằng này thật quá đáng, không cho nó dẹp nghề nó sẽ còn hại nhiều người. Trị chả đi chú? Tao qua tới đây rồi thì phải trị nó chứ, đâu thể để nó nghênh ngang muốn làm gì thì làm được. Tứ vui mừng hối vợ làm cơm đãi ông Sáu. Ông dặn dò: tạm thời tụi bay đừng cho con Tần hay biết gì hết. Tụi bay cũng vậy, mọi chuyện hãy để tao. Cơm nước xong, ông Sáu đưa cho Tứ hai đạo bùa, dặn dò: mày canh khi nào không có thằng đó ở nhà thì đào lỗ chôn ngay chỗ bụi dúi, nơi mà con Tần hay dấp té đó. Còn đạo này thì vợ mày vô phòng con Tần, nhét đại vô kẹt vách chỗ nào cũng được, miễn thằng Nghĩa không thấy là được. Xong rồi tụi bay yên tâm mà về, tao nhờ cô Sáu ở đó trông coi rồi. Vợ Tứ thắc mắc: vậy con nói với Tần là nó có thể đi ra ngoài tự nhiên không chú? Khoan nói đã, nếu Tần biết nó sẽ giỡn người, kinh động đến Ba Tấn, hắn ta sẽ sử dụng bùa mạnh hơn. Mạnh cỡ nào tao cũng không sợ, nhưng chỉ sợ đôi co lâu ngày ảnh hưởng tới sức khỏe của con Tần thôi. Thà cứ để nó vô tư vô tâm cho thằng Nghĩa không nghi ngờ gì, tao đánh một phát thắng gọn. Tứ hăm hở: vậy chú Sáu ở nhà nghỉ ngơi đi, vợ chồng con làm liền. Độ rảy thằng Nghĩa nó hay đi nhậu lắm, có mình mẹ con Tần ở nhà thôi. Mà bay cũng phải cẩn thận thằng nhỏ nghe không? Nó thấy bay đạo bới về mét cha nó thì cũng không ổn đâu. Hay là nó lôi đạo bùa trong bụng ra chơi thì hư bột hư đường hết ráo à? Con biết rồi chú. Vợ chồng Tứ đi hơn một tiếng đồng hồ rồi về, báo cáo nhanh với ông Sáu là mọi việc suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt. Ông Sáu nói vậy thì cứ chờ ngày mai xem sao. Trưa đó, tự nhiên vợ Tứ đến chơi, Tần được dịp trút cạn nỗi lòng. Chị Tứ hỏi: chị nghĩ cô mày bị bùa chú gì quá. Cô có thấy đường đâu mà nhìn được mặt con ma kia? Cổng thì đi từ nhỏ đến lớn mấy chục năm, giờ mỗi lần đi ngang là mỗi lần giáp té, mà hễ có thằng Nghĩa thì không té, ẩm thằng Nhân cũng không té, mà lại bị níu chân là sao? Nếu đúng thật sự bị bùa thì em làm sao giờ chị? Để chị tính cho, chứ cô làm gì được. Đêm về có chuyện gì mai sáng chị qua nhớ kể lại cho chị nghe coi sao nghe. Dạ. Nhưng nếu bị bùa thiệt, sau khi giải được rồi em có nói với thằng Nghĩa nữa không? Em lại mà thôi thằng chả đó. Nhưng đứa con thì sao? Con em nuôi mắt diện chả, ra tọa cũng phiền phức lắm, em mù lòa làm sao nuôi con. Nhưng ít nhất em cũng có cái nhà cái nghề, còn thằng chả có cái gì, chẳng lẽ dẫn theo con em đi xin ăn à? Cũng phải hen. Nhưng cô đừng lo,
bà con lối xóm sẽ bảo vệ con cô. Tần nghe vợ Tứ nói cũng thấy an tâm rồi. Đêm đó, Nghĩa say xỉn ở đâu mà không về nhà. Tần chuẩn bị tâm thế chờ cô gái có cái mặt ma xuất hiện. Cô để bé Nhân ngủ với mình, có nó cô bớt sợ hơn. Và đến nửa đêm, khi Tần chập chờn ngủ, thì cô thấy khuôn mặt ma quái đó lại xuất hiện với nụ cười gớm ghiếc. Tần khuyên mình không sợ, cô nhủ thầm trong lòng. Quân tử tới, quỷ thần đi. Cô ta nhìn Tần cặp mắt trắng giả, coi mồi Tần cũng không sợ, nên ả bèn đưa hai cánh tay khẳng khiu với 10 ngón như bộ xương khô, có móng tay nhọn hoắt thò xuống định chạm vào cổ Tần. Tần hoảng hốt vừa định la hét, thì bỗng đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ống ả trong bộ đồ màu hồng phấn. Dáng người dịu dàng thanh mảnh như vậy mà rất mạnh mẽ dứt khoát khi đưa tay gạt phăng hai cánh tay của ả ma quỷ ra. Tiện tay, cô lôi tuột ả ta xuống, quát lớn. Ở đâu thì về đó đi, suốt ngày canh theo người hiền mà phá phách là sao vậy? Ả ma thoáng giật mình rồi ngạo nghễ cười. Chuyện của tao không liên quan mày, ai có chủ nấy, mày đừng nhiều chuyện mà rước họa vào thân. Tao lại thích xen vào, thích rước họa thì sao? Chớ nhiều lời, lui ra. Mày ở đâu thì về đó, không nghe lời tao do cục nhốt lại thì giảng kiếp bất phục, nghe chưa? Mắc cười, mày thử coi. Ả ma vừa nói vừa chồm xuống người Tần, thì vèo một cái, cô gái tóc dài đã kịp nằm ngang thân thể ả. Rồi bằng một động tác mạnh bạo không tưởng, cô ngắt ả ra từng đoạn vò cột lại, xong đưa tay ra một cái túi đã mở sẵn. Cô bỏ ả ma vào trong, nhìn Tần mỉm cười một cái rồi quay lưng định biến ra ngoài. Sự việc xảy ra trong tích tắc, kết thúc rồi mà Tần vẫn còn há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt nhớ ra, Tần thảng thốt gọi. Em ơi, em làm ơn dẫn chị ra ngoài được không em? Cô Sáu. Phải, đó là cô Sáu Bông, hồng nhan tri kỷ của ông Sáu Trâu, quay lại, từ tốn nói với Tần. Không sao đâu chị. Chị cứ nghỉ ngơi đi, sáng rồi hãy đi, luôn có em bên cạnh mà. Em sẽ dẫn chị ra ngoài. Chị sẽ không ngủ được đâu. Em dẫn chị ra ngoài đi, chị muốn đến nhà chị Tứ. Không nên đâu chị, người ếm chị là Ba Tấn. Nếu hắn ta hay chị đã được giải thoát rồi, thì chị sẽ còn gặp phiền phức hơn. Nghe lời em, ở nhà chờ thằng Nghĩa về, chừng đó em sẽ có cách để cứu chị triệt để. Nhưng chị sợ quá. Không có gì để sợ nữa rồi, con ma nữ kia đã bị em thu phục. Giờ em đem về giao cho anh Sáu, rồi sẽ trở lại với chị. Trước mắt Ba Tấn chưa hay, nên sẽ chưa có động tĩnh gì. Anh Sáu cũng cho người trấn giữ ngoài cổng rồi, người đó sẽ dẫn chị ra ngoài. Ba Tấn có biết cũng không làm gì được đâu. Mà sao Ba Tấn hãm hại chị? Chị với ông ta có thù oán gì đâu. Là thằng Nghĩa, nó nhờ Ba Tấn ếm chị. Ba Tấn ham lợi trước mắt là mua cái nhà tổ của Nghĩa, nên không từ thủ đoạn nào. Chuyện này để anh Sáu trị hắn. Rồi cô Sáu mỉm cười với Tần, nói vui. Chị thấy em trẻ vậy, vì lúc mất đi em mới có 16 tuổi. Bây giờ cũng gần 70 rồi đó nghe chị. Anh Sáu cũng 70 rồi. Vậy sao? Nhưng thôi, trông em còn quá trẻ, nên chị cứ xưng chị vậy. Nhưng sao chú Sáu biết chị bị nạn mà cứu giúp? Chị đâu có quen với chú. Là vợ chồng Tứ cầu cứu anh Sáu. Anh Sáu với Ba Tấn trước đây là đồng môn mà. Vậy sao? Cảm ơn trời Phật, chị thật có phước phần mới gặp được chú Sáu. Cùng làm thầy lỗ ban, nhưng anh Sáu khác xa với Ba Tấn. Ba Tấn hành nghề vì tiền, còn anh Sáu là giúp người. Cho nên chị hãy yên tâm đi, phép thuật của anh Sáu cao hơn Ba Tấn nhiều. Nội việc em bắt cô ma nữ mà nó không có khả năng phản kháng thì biết rồi. Nói xong, cô Sáu đưa tay tạm biệt Tần. Bóng cô mờ dần rồi tan biến vào hư không. Tần cũng không còn cảm giác sợ hãi như ban nãy nữa. Cô ngủ một giấc đẩy đà. Đến chừng bé Nhân ngồi dậy gọi mẹ, cô mới giật mình tỉnh dậy. Bồng con ra ngoài, Tần định đi thử ra cổng, nhưng chợt nhớ lại phải nghe lời cô Sáu và cũng phải cho con ăn gì, nên vào bếp nấu cháo bằng nồi cơm điện.
Đang lúc cho con ăn cháo với dưa mắm thì Nghĩa về. Tần không thấy được bộ dạng xốc xếch của hắn sau một đêm trụy lạc, và cũng không tỏ vẻ gì chào đón. Cô căm ghét hắn đã chơi bùa với cô. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi gã đàn ông yêu ma này. Nghĩa mệt mỏi nhìn nồi cháo với dưa mắm, hắn xì một tràng. Không có tao, mẹ con mày ăn mắm ăn muối thế bà nội luôn. Tần cũng không thèm trả lời. Nghĩa lấy tô múc một tô cháo với một muỗng dưa mắm rồi lại giỏng ngồi ăn. Hắn hỏi Nhân. Tối có ai lại chơi không con? Nhân lắc đầu. Vì cha nó hỏi tối, chứ nếu hỏi hôm qua có ai không thì nó sẽ nói có dì Tư tới chơi rồi. Nghĩa yên tâm. Tần đút con ăn xong rồi lặng lẽ thu dọn chén bát. Cô trông đợi hắn đi cho xong để cô bồng con qua nhà Tứ. Nhưng Nghĩa cứ nằm đó. Hắn muốn khảo tiền Tần. Hắn biết Tần gửi tiền bên nhà Tứ, vì để ở đây bao nhiêu hắn đều lấy cả. Nhưng ở nhà Tứ thì làm sao mà lấy? Tứ ghét hắn ra mặt. Anh ta lại khỏe mạnh hơn hắn. Có gì á, Tứ đánh một phát là hắn chỉ có nước gục xuống luôn. Bây giờ phải tìm cách dụ Tần mang tiền về thôi. Nhưng Tần lúc này không phải như Tần lúc trước. Cô không tin hắn nữa. Những gì hắn nói ra Tần đều bỏ ngoài tai. Bởi vậy hắn thường hay nổi quậu và đánh cô là vậy. Ngần ngừ một hồi không nghĩ ra cách nào, Nghĩa chán nản đứng dậy. Hắn tính rồi, giờ phải qua nhà lão Ba Tấn, kêu lão cho lá bùa nghe để về dụ con vợ mới được. Thấy hắn bước ra cửa, Nhân hỏi: Ba đi đâu vậy ba? Hắn quay lại, bước tới ôm lấy con. Hắn đặc biệt thương thằng nhỏ này, vì đó là tương lai của hắn. Có nó, Tần không thể bỏ hắn được. À, ba ra ngoài chút về liền. Con ở nhà đừng đi đâu nghe. Có ai lại dụ đi cũng đừng nghe lời họ, biết chưa? Con biết rồi. Nghĩa hôn vào má phúng phính của con rồi liếc qua Tần một cái. Hắn bực bội khi thấy ánh mắt lạnh tanh của cô. Hứ một tiếng, hắn bỏ ra ngoài. Tần chỉ chờ cô dậy, cô bảo Nhân nhìn xem ba đi xa chưa. Khi xác định hắn thật sự đi rồi, cô bèn ẵm Nhân lên, nói với nó: Mẹ con mình qua nhà dì Tứ gửi dì mua đồ ăn nghen. Nhân ngây thơ hỏi: Rủi mẹ té làm sao? Mẹ không có té đâu. Thôi để cha dẫn qua, chứ lỡ mẹ té con đỡ không nổi. Được mà. Tần gấp rút khóa cửa nhà rồi bế thằng bé đi. Cô lấy làm lạ là mình bước ra khỏi cổng ung dung không gặp chứng ngại vật gì. Tần vui mừng vì biết ông Sáu đã can thiệp vào chuyện của cô rồi. Vậy là Tần quyết định sẽ ở ngoài, đợi ông dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa mới dọn về. Cô không còn cảm thấy sợ Nghĩa nữa, và bỗng nhiên thấy căm thù Ba Tấn. Cũng là con người với nhau, lại không có thù oán cá nhân nào, sao lại nỡ hại cô thê thảm ra nông nỗi này chứ? Ông Sáu và vợ chồng Tứ thấy Tần bế con qua thì cười. Tứ đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn ông, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Vợ Tứ ra nắm tay dắt Tần vào, kêu con gái dẫn bé Nhân đi chơi rồi giới thiệu ông Sáu với Tần. Cô nghe nói ông Sáu có mặt, bèn sụp xuống quỳ lại. Chú Sáu, con trọng ơn chú đã giúp con. Ông Sáu nâng Tần đứng dậy, cười. Trọng ơn gì bây ơi? Thấy chuyện bất bình, đưa tay tương trợ thôi. Ba Tấn làm chuyện vô đạo như vậy, không trị nó quen thối còn hại biết bao nhiêu người nữa. Nộ nhật hôm nay, nó sẽ hay biết, và để coi nó muốn giở trò gì ra nữa đây. Ông Sáu cười nói với vợ chồng Tứ. Bày thấy chưa, rắc rối nữa rồi. Tao quên dặn cô Sáu, nên hồi tối cổ nói ra hết với Tần rồi. Bây giờ nó lại thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa của hắn ta. Thế nào âm binh đó cũng về mét lại với nó liền. Vậy giờ sao chú? Tần rơm rớm nước mắt. Con ra được khỏi nhà mà không có trở ngại gì, mừng quá chú Sáu ơi. Ông Sáu nhìn cô chặt lưỡi. Có gì đâu con. Thấy chuyện bất bình đưa tay can thiệp vậy thôi. Nhưng tiếc quá, phải chỉ bay đừng đi liền bây giờ thì tốt. Âm binh Ba Tấn cho án ngữ ngoài cổng sẽ không hay biết gì.
Bồ hán ếm bay trên nóc mồm cô Sáu đã thu phục rồi, ba tấn vẫn chưa hay. Còn bây giờ thì hán đã biết hết rồi, chăng phải có biện pháp dữ hơn. Con không về nhà đó nữa, ông ta cũng không làm gì được con. Đây không phải là kế lâu dài. Nhà mình ở, việc gì phải trốn chạy. Một mặt á, chú sẽ giải trừ bùa chú cho bay. Mặt khác, bay phải nhờ bà con lối xóm vận động để ủng hộ bay làm đơn tố cáo thằng kia ngược đãi vợ. Luật pháp nào mà tin vào chuyện bùa ngải bay ơi. Trong khi chờ đợi họ giải quyết, chú sẽ diệt trừ những âm binh mà ba tấn cho theo ám bay. Hắn ta mà làm quá đáng, không chừng á, chú triệt đường làm ăn của hắn luôn. Từ hồi ra nghề mấy chục năm nay, chưa nghe hắn làm được việc gì đạo đức, gọi là cứu nhân độ thế cả. Cứ hễ ai đem lợi ích tới cho hắn, là dù phải dùng thủ đoạn đê tiện hắn cũng làm. Cái chuyện ếm đối con tận là quá sức bậy bạ. Nếu hắn ta biết nghĩ, sao không làm cho thằng Nghĩa cải tà quy chánh luôn? Dẫu sao, nó cũng đã sống tốt được 2 năm rồi. Nếu nó như người ta, khi mà vợ chồng bay một bụng với nhau, nó phải thu lại hết mấy âm binh thần tướng về. Có đâu mà cứ cho theo ám con người ta hoài. Làm thầy mà tâm địa như vậy là mối nguy hiểm cho xã hội, cần phải diệt trừ. Nghe mấy lời khí khái của ông Sáu, không những Tần mà vợ chồng Tứ cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Đúng như dự đoán của ông Sáu Trâu, mới hừng sáng, ba Tần đang ngồi uống trà trên bàn, đặt trong căn chòi lập ngói đỏ âu mé hông nhà, thì thấy Nghĩa lấp ló trước cửa. Lâu nay, ông ta cũng quên thằng này rồi. Bận rộn quá, nên không quan tâm nữa. Chứ ông cũng nghe lúc này Nghĩa sinh ra đổ đốn, rượu chè cờ bạc đánh vợ. Mà cũng kệ bà nó, lời hứa với nó ông đã thực hiện rồi. Ông mua cái nhà của nó cũng trả tiền sòng phẳng. Nó có vợ con, chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, mà không biết gìn giữ là tại nó chứ mắc gì ông. Hôm nay giác mặt tới đây làm gì? Nó còn cái gì đâu mà bán. Bán nhà con Tần hả? Cho thêm vẹn ông cũng không dám mua. Giờ nó có ra sao cũng mặc xác nó. Ông không thèm quan tâm. Nghĩ vậy, cho nên khi nghe Nghĩa trình bày, ba Tấn dẫn dưng bưng ly trà uống từ từ. Trong đầu không suy nghĩ gì cả. Thằng này rồi bu hết sức. Sắp nghèo mạt rồi mà còn tưởng mình ngon hay sao? Vợ mà giúp mày thì mày sẽ trả công tao như thế nào? Mà quên nữa, phải tức tốc triệu hồi 2 âm binh trấn nhà nó về, để nó tự sinh tự diệt là vừa. Nghĩ vậy nên ông ta không thèm nhìn mặt, cũng không thèm trả lời Nghĩa một tiếng. Nghĩa nhìn thái độ ba Tấn, biết rằng ông ta chê mình hết tiền nên không đếm xỉa tới. Hắn tức tối muốn đạp phá cái gì đó, nhưng vẫn sợ ba Tấn phép thuật cao cường sẽ làm hại tới mình. Bỗng hắn thấy cặp chân mày ba Tấn châu lại, hai mắt dán vào một vật gì đó mà hắn không nhìn thấy, dù theo dõi ông ta sát sao. Ba Tấn như đang lắng nghe gì đó, rồi lại bàn ông Thiên đốt 3 cây nhang, chắp tay lăm răm khấn nguyện. Rồi ông ta giận dữ quay sang Nghĩa, quát lớn: "Mày lâu đi ăn nhậu, không trông chừng bảo bối của tao. Uổng công tao cho nó theo độ mày mấy năm nay. Đạo bùa trấn trong phòng đã bị vô hiệu hóa rồi. Còn đạo bùa ở cổng ra vào vừa chạy về khóc sức mướt đây nè. Nó cũng bị âm binh khác trói vô góc dúi, dùng dãy lắm mới thoát ra được. Mày về nhà mà coi, con vợ mày đã thoát ra khỏi nhà rồi. Không biết nó mời được thầy lỗ ban nào về mà phá giải được trận đồ của tao. Bây giờ mày chờ tao chút, tao làm ngay một hình nhân âm binh thiệt mạng theo mày về nhà, coi tình hình ở đó là tình hình gì. Nhưng muốn khống chế được con vợ mày thì mày phải lôi đầu nó về nhà mới được." Nghĩa ngơ ngác: "Chú nói gì nghe thấy sợ vậy chú?" Ba Tấn tức tối nạt lớn: "Mẹ bà, không kêu nó về thì làm sao trị? Tao chỉ có thể nhúng tay ở trong nhà mày thôi, chứ ra ngoài rồi làm sao nhét bùa vô mình nó mà ếm đối chứ? Nó đuôi chứ thiên hạ đuôi hết như nó sao? Hơn nữa bây giờ nó ra ngoài được, có nghĩa là nó đã nhờ ai gỡ bùa rồi. Tao phải cho âm binh đi dò thử coi, tay nào gan trời dám động tới tao như vậy. Ở cái xứ này mà có người muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, bộ nó không biết viết chữ chết ra sao hay gì? Thôi biến đi liền mày, chậm một chút là hết cứu luôn. Trời ơi, giờ nó ra được rồi con kêu về cũng khó à chú. Chính quyền can thiệp thì cô làm sao?"
làm sao kệ cha mày. Vậy thì mày chấp nhận chia tay với nó và ra đi mình không thôi. Tao không cứu nổi. Đem nó về nhà, hỏa hoàng á, tao còn nghĩ chút tình. Chứ nếu không á, thì cuộc chiến của tao với thầy lỗ ban kia không có dính dáng gì đến vợ chồng mày nữa hết. Nghĩa thất vọng ra về. Hắn biết mình khó mà thuyết phục được Tần. Nhưng nếu không thuyết phục được thì công đeo đuổi, công giả dại qua ải bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển hết sao? Rồi thằng Nhân, hậu duệ của hắn nữa. Suy cho cùng, nếu như không có Tần, cuộc sống của hắn sẽ bế tắc, không nhà không cửa, không nơi an chốn ở, không có tương lai. Nếu bắt thằng Nhân theo, thì hắn làm gì để nuôi nó khi bản thân mình cũng không lo được? Nghĩ tới đâu, Nghĩa lạnh mình tới đó. Bây giờ làm sao? Làm sao dụ Tần về nhà? Nếu Tần chịu tha thứ cho hắn, nhất định hắn sẽ tu thân dưỡng tính, sẽ gỡ hết buồn ngải trong nhà, để Tần ung dung cùng hắn chung lưng nuôi con. Nghĩ ra, ăn nhậu cũng không ích lợi gì với đám bạn bè du thủ du thực, chẳng có công ăn việc làm, suốt ngày đeo theo khảo tiền vợ con, rồi sinh ra chôn chĩa trộm cắp. Thì ra, hắn cũng là một phần tử như vậy. Lần đầu tiên, hắn nghĩ tới tương lai của con. Nếu theo cái đà này, con hắn về sau sẽ khổ lắm. Làm cha như hắn thật là bất nhân mà. Uổng công hắn đặt tên con kèm với tên hắn là Nghĩa Nhân. Sống như hắn mà Nghĩa Nhân con mẹ gì? Thằng cha Ba Tấn này, cái gì có lợi cho ổng, ổng mới làm. Mình bây giờ còn gì cho chả lợi dụng nữa, nên chả sẵn sàng đem con bỏ chợ. Chả tức là gì có tay bùa nào cao hơn chả. Mình theo chả hoài, tán gia bại sản, rồi mất vợ mất con. Chi bằng cứ nói thật với Tần, Tần có tha thứ hay không, tùy vào sự may rủi của Tần. Từ nay, không buồn ngãi gì hết. Sống đàng hoàng cùng vợ nuôi con. Trường hợp xấu nhất, Tần đuổi mình đi, thì mình cũng lẩn quẩn ở đâu đó dòm ngó mẹ con cô ấy, sẽ âm thầm đỡ đần chăm sóc mẹ con. Thằng Nhân còn nhỏ, lại thương mình, Tần thì đâu có thấy gì. Nghĩ vậy, Nghĩa đi một hơi đến nhà Tứ. Hắn biết chắc Tần chỉ có một chỗ để tới thôi. Bước phục vào cổng, Nghĩa nhận ra mọi người như đang chờ mình. Hắn đăm hoảng, một ông già râu bạc dài tới rốn, da dẻ hồng hào, tiếng nói rền vang như sấm nhìn hắn. Mày muốn vào đây thì lấy lá bùa trong túi ra xé nát, cho âm binh về báo cáo lại với Ba Tấn mới có thể nói chuyện được. Nghĩa tóc tai dựng đứng, sao ông ấy biết trong túi áo hắn có lá bùa? Nhưng đã quyết tâm phản lại Ba Tấn rồi, Nghĩa bèn bò túi lấy ra đạo bùa xé nát trước mặt ông già. Nghĩa tin ông này là đối thủ nặng ký của Ba Tấn. Nhìn khuôn mặt đôn hậu hiền từ của ông so với vẻ mang trá của Ba Tấn, sự kính trọng dâng lên trong tâm hồn khô cằn của hắn. Ông Sáu nhìn biểu cảm trong đôi mắt Nghĩa thì đã hiểu phần nào. Với cái nhìn của người có tuổi, ông biết anh ta đang ân hận vì những việc đã làm với vợ thời gian gần đây. Nếu thật sự Nghĩa đã ăn năn, ông cũng nên cho anh ta một cơ hội sửa chữa sai lầm, cũng như cho mẹ con Tấn có một bờ vai vững chãi, bờ vai đem lại sự tin tưởng tuyệt đối, làm chỗ dựa cho người phụ nữ bất hạnh này. Nghĩ vậy nên ông hạ giọng nói với Nghĩa. Đầu đuôi câu chuyện ra sao, thành thật nói hết cho ta nghe coi. Nghĩa kể hết không giấu giếm điều gì. Nghe hắn thành thật khai báo, Tần uất ức khóc không ra tiếng. Ông Sáu chờ hắn nói xong, từ tốn hỏi. Rồi bây giờ bay định sao? Nói tao nghe coi. Con đã quyết rồi chú. Con nói đây có vợ chồng anh Tứ làm chứng. Từ nay con sẽ tu sửa lại thành người chồng, người cha tốt. Con sẽ không nhậu nhẹt bê tha, không cờ bạc đá gà, nghỉ chơi với đám bạn du thủ du thực, lánh xa Ba Tấn ra. Con nói sai lời nào thì sẽ bị trời tru đất diệt. Anh Tứ muốn đánh mắng con ra sao cũng được, và con sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng bay đã dính tới Ba Tấn rồi, bây giờ lại có tao. Ba Tấn thù tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Con sẽ thưa ông ta. Bay trật lất mà thưa gửi gì? Tự thú thì có. Nhưng thôi, bay đã quyết tâm rồi thì để tao thử coi sao. Chưa hết nữa chú, ông nói con phải dụ được vợ con về nhà,
ổng mới giúp con được. Và sẵn đó ổng trị người nào dám xen vô phá hoại âm binh của ổng. Cho nên con gửi vợ của con ở lại nhà anh Tứ, chờ chú dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi con rước về. Tần nạt phát. Còn lâu á, tôi mới ở chung nhà với anh lần nữa. Em không cho anh vô nhà thì anh cũng vòng vòng ở đó để bảo vệ em và con. Ai cần anh bảo vệ? Anh chờ tôi sơ hở để vô chôn tiền tôi thì có. Bây giờ nói gì em cũng không tin anh. Nhưng thời gian sẽ trả lời. Chỉ cần chú đây giúp mình đuổi được âm binh của ba Tấn, không cho quấy nhiễu là được. Từ nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Nói đến cha nội ba Tấn, tao còn thù. Tự nhiên kêu tao nhắn lời hỏi thăm chú Sáu, cái quan bồ chú gì vô bụng tao, làm tao bệnh chuyến đó tưởng chết. Đi bác sĩ khám cũng không ra bệnh gì. May chú Sáu về kịp, chứ thôi cái bụng tao chình bỉnh, bỏ ăn bỏ uống vài bữa nữa là theo ông bà luôn rồi. Người gì mà đoán hậu quá trời. Tần và Nghĩa ngơ ngác. Tứ giải thích thêm vụ năm xưa. Ông Sáu cười. Giờ hắn biết tao nhúng tay vô còn tức nữa. Thôi thằng Nghĩa, bay về nhà đi. Tao sẽ phái âm binh đi theo. Bay sẽ được an toàn. Nếu như anh ta có tới hỏi sao không đưa vợ về, bay cứ nói là nó không chịu và thằng Tứ bảo vệ nó là được rồi. Đừng nhắc gì tới tên tao. Dạ, chú cứu gia đình con nghe chú. Con thề cạch tới già không dính vô mấy vụ này nữa. Được rồi, về đi mà. Nghĩa nhìn Tần, nói khẽ. Con đâu em? Tần quay mặt chỗ khác, không thèm trả lời. Chị Tứ vội nói thay. Mấy đứa nhỏ ra giường chơi rồi, vụ này không cho con nít nghe được. Ông Sáu thở dài. Hài, sở trường của tao là nuôi con nít. Nay vì thằng ba Tấn lại phải lâm vô thế triệt buộc này. Thầy tao còn sống, chăng lột hết phép thuật của nó để trừng trị nó, cho bỏ thối thấy lợi quên nghĩa như vậy. Tứ nghe ông nói vậy, bèn chen vào. Hay là chú cũng nên lột hết phép của ổng đi chú. Ông Sáu cười bí ẩn. Để coi sao đã chứ. Tao với Chả là huynh đệ đồng môn, ngang tài ngang sức, chắc gì đã triệt được Chả. Nhưng để coi, nếu Chả quá đáng thì tao cũng không nể tình. Thôi về nhà đi Nghĩa, mọi chuyện để tao tính. Ba Tấn sau khi giao đạo bùa cho Nghĩa cũng chưa thật yên tâm, bèn sai thêm âm binh theo dõi. Lát sau, âm binh đó về báo cáo là Nghĩa đã vào nhà nhưng không thấy chôn đạo bùa ở đâu cả, cũng không thấy trên người anh ta. Ba Tấn lấy làm lạ, ông ta biết Nghĩa đã đến nhà Tứ để dụ vợ về, vợ không có vợ về mà cũng không mang theo đạo bùa là sao. Ba Tấn giật mình khi nhớ ra Tứ có quan hệ với Sáu Trâu khi mà ông ta đã thử trên người của Tứ. Nhưng Sáu Trâu chuyên về nuôi con nít, sao có bản lĩnh mà phá bùa ngải của ông được. Giả lại, Sáu Trâu ở Tuốt Trà Vinh, trước nay với ông nước sông không phạm nước giếng. Lẽ nào Tứ đã phát hiện ra ông giở trò trong nhà Tần, và vì thương Tần nên Tứ cầu cứu Sáu Trâu sao? Mà điều, cho dù Sáu Trâu có xuất hiện thì cũng không có khả năng phá ba Tấn. Hay là tại vì ông đã có âm binh trấn giữ nhà Tần quá lâu, lại không luyện thêm gì trên mình nó, nên linh khí đã bị giảm đi, dễ bị Sáu Trâu tiêu diệt. Không được, đang trong lúc nghi ngờ chưa biết ai đã ra tay, chi bằng phái một đệ tử cưng đi dò la thử coi sao. Đệ tử cưng của ba Tấn là cây ngải ông ta nuôi đã hơn 20 năm. Lá đã trổ màu đỏ tươi vì ông chuyên cho ăn bằng máu của súc vật. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, ông phái nó đi thám thính tình hình liền. Dòng của cây ngải đi một chút về báo lại cho ông hay là trước cửa nhà Tần có một cô gái tóc dài, độ chừng mười mấy tuổi, mặc bộ đồ màu vàng ống, nằm trên võng của Tần đông đưa. Thấy cây ngải trước cửa thì nhoẻn miệng cười, bảo về nhà cho ba Tấn hay, ông Sáu Trâu đã có mặt rồi. Ba Tấn giận run người, đích thân sai con tới kêu Nghĩa lại nhà. Dẫu nghĩa là ông ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của hắn mà không lấy một xu. Nhưng Nghĩa đã có chủ đích rồi nên không thèm ra, còn nhắn trả lời trịch thượng với ba Tấn, càng gợi trong lòng ông ta nỗi căm tức. Ba Tấn từ lâu biết ông Sáu Trâu luyện được thiên linh cái,
ông ta cũng biết uy lực của thiên linh cái mạnh như thế nào, nhưng trong lòng ông đinh ninh hai điều. Thứ nhất, Sấu Trâu không giỏi hơn ông. Thứ hai, sở trường của Sấu Trâu là nuôi con nít. Dù ém đối tranh chấp, Sấu Trâu dở ẹt, cho nên chưa bao giờ Ba Tấn đề phòng Sấu Trâu, đề phòng người bạn đồng môn không cùng chí hướng với mình. Vậy thì nay, vì cớ gì ông ta lại chen vào chuyện làm ăn của Ba Tấn được chứ? Lâu nay, Ba Tấn chưa hề đụng đến những loại bùa mà ông cố tình nuôi cấy để phòng thân, vậy đâu có dụng nào lớn mà phải tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng Sấu Trâu dám hủy những âm binh ông đưa ra, thì rõ ràng đã chọc giận ông quá sức rồi. Ba Tấn hùng hổ, đốt nhang gội dông của cây sao hơn trăm năm do cha ông trồng thuở thiếu thời. Khi học bùa lỗ ban về, ông đã nhắm vào cây sao này, ngày đêm cúng giái để tạo linh hồn cho cây, sau đó mời về trợ giúp cho mình. Dòng cây sao chưa từng ra trận vì ông chưa từng có đối thủ. Ba Tấn lăm răm khấn nguyện, gian giá một hồi, đón dòng cổ thụ vào một đạo bùa ông đã vẽ sẵn, rồi xăm xăm đi về hướng nhà của Tần. Đến nơi, với con mắt của thầy bùa, ông phát hiện ra cô Sáu Bông liền. Cô Sáu vẫn nằm đung đưa trên võng, thấy ông thì quay lại nhìn, nhưng không động đậy. Ba Tấn tức khí, gọi lớn. Thằng Nghĩa đâu mày? Ra tao biểu coi! Nghĩa trong nhà bơn bơn đi ra, thấy Ba Tấn, hắn khựng lại ngay cửa. Kiếm tôi có chuyện gì chú ba? Chú làm ơn tha cho tôi đi. Từ nay đừng quan tâm gì đến vợ chồng tôi hết. Hãy để chúng tôi bình thường mà sống đi chú ba. Mày nói cái kiểu gì vậy thằng kia? Không phải mày nhờ tao giúp mày làm cho con vợ mày nhất nhất nghe theo lời mày hay sao? Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Tôi muốn tu thân dưỡng tính, sống bình thường với vợ con thôi. Trời đất! Bộ mày nói tao con nít hả? Tao cơm ghe bè bạn làm đủ thứ cho mày, mà giờ mày phản hay sao? Chú không phải lo cho tôi, mà là chú không cam tâm khi có người phá bùa của chú. Nhưng tôi sáng mắt sáng lòng ra rồi. Người giỏi ắt có người giỏi hơn. Chơi bùa ngải hại người, có ngày rồi cũng hại mình. Vợ chồng mà cứ bùa ngải với nhau riết, khùng cả đám. Chú làm ơn kêu hết những âm binh ám nhà tôi dùm, là tôi đã trọng ơn chú rồi. Phải, tao không cam tâm đó. Mày phản tao, chẳng qua là gì bây giờ, mày có người trấn giữ nhà rồi. Mà tao nói cho mày nghe, chọc tới Ba Tấn không phải dễ đâu. Hôm nay, tao đuổi con thiên linh cái ra khỏi đây. Từ rày về sau, bay đừng hòng ở yên ổn cho mất công. Tiếng ông Sáu Trâu cười khì phía sau lưng Ba Tấn. Sao giận dữ vậy chú ba mày? Lâu quá không gặp, tính nết xưa vẫn không đổi hà. Quay ngoắt lại, Ba Tấn đưa cặp mắt nảy lửa nhìn ông Sáu, hằng học. Là tại ông. Tôi với ông lâu nay nước sông không phạm nước giếng. Ông theo phá chuyện làm ăn của tôi là sao? Đây mà kêu là chuyện làm ăn sao? Làm ăn kiểu gì mà phá nát đời con người ta vậy? Cứ cho là chú dùng bùa để sáp cặp nghĩa tình với nhau là điều tốt. Nhưng khi tụi nó thành vợ chồng rồi, có con với nhau rồi, thằng Nghĩa dù có đổ đốn nhưng cũng đã từng là người chồng tốt. Lẽ ra chú phải khuyên lơn nó, thậm chí dùng khả năng phép thuật của mình kéo nó về. Có đâu mà yếm đối con người ta rồi lại bỏ luôn, không đem âm binh về cho nó tác oai tác quái như vậy. Liên quan gì đến ông? Liên quan chứ. Thứ nhất, tôi và chú chung một sư phụ. Chú làm chuyện bất nghĩa như vậy, ảnh hưởng tới danh tiếng sư phụ. Nơi suối vàng, sư phụ biết sẽ không tha cho chú đâu. Thứ hai, tôi cũng là người làm thầy lỗ ban như chú. Thấy chuyện bất bình thì không thể làm ngơ được. Ông nghĩ rằng ông sẽ phá giải được phép thuật của tôi sao? Không tin tưởng thì tôi sẽ không dính vào. Mà thú thiệt, cho dù tay ấn tôi kém hơn chú, tôi cũng quyết không làm ngơ chuyện này đâu. Mắc cười! Ông ý vào mái tóc của thiên linh cái đó hả? Tôi cấm chú xúc phạm cô Sáu. Nói cho chú biết, tôi biết mục đích hôm nay chú tới đây là để lên khí của cây sao trăm năm, mượn cây cọng cố thủ của má con Tần làm chỗ trấn giữ nhà con Tần. Chi vậy Ba Tấn? Cây sao trăm năm tuổi, linh khí rất mạnh. Nhưng chú quên một điều là người càng già thì tấm lòng người càng rộng mở, thích tích đức cho con cháu mình.
Cây cũng vậy, cây sau này đã trụ trên đất bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm thân thiết với nơi nó sinh ra và lớn lên, chứng kiến biết bao thay đổi nơi đó. Nó đã đem thân che chắn, tỏa mát cho biết bao sinh linh dưới bóng cây. Nếu có người nào đó, người ta dùng thân nó để xẻ gỗ, thì ít nhất nó cũng có ích lợi cho đời sau. Đằng này, chú mang linh khí của nó đi, trước là giết nó, sau là làm ảnh hưởng cây cọng cổ thụ nữa. Chú đừng ống lên cãi rằng, chú chỉ mượn linh khí của cây sau trấn cây cọng và đem cây cọng về thay cây sau. Sự thay rừng đổi cột đó không thể dành cho cây, chú biết không? Ông lải nhải cái gì vậy? Tôi làm gì phải hỏi ý kiến của ông sao? Nói như trẻ đầu nhét vô mà không nghe thì đừng trách tôi. Chú đưa ra đạo bùa nào, tôi thu phục đạo bùa đó, thu phục cho hết phép tắc của chú, rồi phế võ công của chú luôn. Ba Tấn ngã người ra sau, ha hả cười. Hoang đường! Chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu nghe. Được, vậy chú cứ ra tay đi. Nghĩa thích thú nhìn hai ông thầy bùa lỗ ban đối thoại. Anh ta tin ông Sáu và cầu mong Ba Tấn đại bại dưới tay ông cho biết đá vàng. Ông Ba Tấn vung tay lên, một đạo bùa bay thẳng lên cây cọng phía hông nhà của Tần. Ông Sáu mỉm cười. Nghĩa là người trần mắt thịt nên không thể thấy cô Sáu bay theo đạo bùa. Dòng cây sao lơ lửng trên ngọn cây cọng không chịu đáp xuống. Cô Sáu chỉ chờ cô dậy, đưa hai tay đỡ lấy đạo bùa rồi bay về dâng lên ông Sáu. Ông cầm lấy, niệm mấy câu thần chú rồi dùng hột quẹt đốt cháy đạo bùa. Một làn sáng xẹt ra và bay nhanh về hướng nhà Ba Tấn. Sự việc nhanh như chớp, Ba Tấn trở tay không kịp. Đạo bùa mà Ba Tấn xem như mạng mình, dùng để đối phó với cao thủ mà ông ta gồm đã bị hủy. Ba Tấn nhăn mặt lại, biểu hiện một nỗi đau khó diễn tả bằng lời. Ông ta nhìn nụ cười đắc ý của Sáu Trâu, vừa sợ cũng vừa giận bầm gan tím ruột. Công sức nuôi dưỡng linh khí của cây sao mấy mươi năm của ông đổ sông đổ biển chỉ trong một thoáng. Quá cây cú, Ba Tấn rít lên. Ông tưởng như vậy là triệt được tôi sao? Tôi nói cho chú biết, tôi không phải là loại người thích cắt đường sống của người khác. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chú là sư phụ dạy chúng ta phép để cứu đời. Nếu chú chuyên tâm đi tìm đồ mất cho người, hoặc dạch mạc chỉ tên kẻ xấu để pháp luật trừng trị, hoặc hàn gắn những gia đình có nguy cơ đổ vỡ, đưa họ trở về cuộc sống bình an, thì tuổi già của chú sẽ thấy hạnh phúc vì có ý nghĩa. Vì đi đâu cũng được người ta trọng vọng. Chứ chú cứ giúp người này yếm đối người kia để thu lợi cho mình, phỏng có ích gì chú ba. Trước sau gì chúng ta cũng về dưới đất, sao không tích đức cho con cháu mình? Chưa nói tới lúc mình xuống lỗ rồi, âm binh mình tạo ra không có người nuôi dưỡng sẽ làm sao đây? Chẳng lẽ để nó dất dơ dất dưỡng hay sao? Vậy chứ ông làm sao? Tôi đã có kế hoạch. Dòng tôi toàn là dòng hiền. Tôi đã nói xuất xứ của chúng. Khi tôi không còn nữa, cô Sáu trước khi theo tôi sẽ trả chúng về chỗ của chúng. Vậy là được. Ban nãy, khi linh khí của cây sao bay lên, đã đưa tay chào và cảm ơn tôi vì từ nay sẽ được chuyên tâm chăm sóc thân thể mình. Chú xém chút nữa là làm hại cây quý này rồi. Chưa nói đến việc chú làm hư cây còng nữa. Rồi ông nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Ba Tần. Ta không thắng chính nổi đâu chú ba. Tôi cho chú suy nghĩ một ngày. Nếu chú vẫn ương bướng, tôi dẹp hết chỗ của chú, thì đừng trách sao võ công bị phế nghe chưa. Chú không làm lại tôi đâu. Về cô Sáu ơi, về tính chuyện thằng Nghĩa và con Tần. Nghĩa không nhìn thấy, nhưng Ba Tấn thấy rất rõ. Cô Sáu nãy giờ theo dõi hai người, bèn bước ra ngoài khoác tay ông Sáu đi, không ngoảnh đầu lại. Ba Tấn đứng như trời trồng, chân chôn tại chỗ. Khi Ba Tấn hoàn hồn lui đi, Nghĩa vội vàng chạy theo ông Sáu, quên cả việc khép cửa lại. Vợ chồng Tứ và Trần chờ ông ở nhà. Ông kể gián tác cho ba người nghe xong, rồi nói với Trần. Nếu thằng Nghĩa thật sự thay đổi, tao nghĩ bày nên cho nó cơ hội. Tội phạm ra tù cũng nên để họ làm lại cuộc đời. Huống chi nó là chồng mình. Đừng lo, ở đây có vợ chồng thằng Tứ. Tao cũng cho âm binh
theo dõi bay một thời gian. Tự nhiên nhìn vô đôi mắt của Nghĩa, tao tin lần này nó hối cải thật rồi. Nếu nó có dở chứng, khỏi cần đến bay, tao sẽ trị nó. Nghĩa kịp nghe câu nói cuối cùng của ông Sáu, hắn vừa sợ cũng vừa mừng. Tần cúi đầu không phản ứng gì, chị Tứ chuẩn bị bữa cơm xong, hai vợ chồng dẫn nhau về. Hôm sau, ba Tấn sai con lại đưa ông Sáu phong thư. Ông cười với ánh mắt nhân hậu, xếp lá thư bỏ vào túi, không mở ra đọc. Tứ thắc mắc. Ông nói gì sao chú không đọc? Không nói gì cả. Ổng gửi hết mấy link xấu cho tao về sửa sai ấy mà. Có nghĩa là ổng hứa sẽ thay đổi cách làm thầy. Thôi vậy cũng yên tâm rồi. Từ nay, ổng sẽ là một thầy lỗ ban tốt.